Hồi ước lính Mời các bạn đón nghe trích đoạn hồi ký Viết về chiến trường ca Những kỷ niệm không thể quên Đó là những tháng ngày ác liệt Và dữ dội nhất Một phần thanh xuân của những người lính Đã gắn chặt với nơi này Ngày 23 tháng 1 Chủ nhiệm chính trị Nguyễn Tấn Miên Xuống gặp tôi và nói Cậu theo tôi lên gặp chính ủy có việc nhé. Tôi theo chủ nhiệm lên chỗ làm việc của chính ủy sư đoàn Nguyễn Quế. Tôi vào thì lúc đồng chí Đỗ Hữu Toán, trưởng ban tổ chức đi ra. Chúng tôi chào nhau. Đồng chí Toán nói nhỏ với tôi. Chiều nay có việc đấy anh Thắng ạ. Tôi hỏi đồng chí Toán việc gì thế? Anh Toán nói. Xuống E3 tham quan thị xã Công Pông Sập Pư. Tôi bước vào, đứng nghiêm báo cáo Đồng chí Quế ra hiệu cho hai chúng tôi ngồi xuống. Trong lúc đang trả lời điện thoại đơn vị nào đó, đặt máy điện thoại xuống bàn, đồng chí rót hai chén nước, đưa một cho tôi, một cho đồng chí Miên và nói: "Chúng ta vừa uống nước, vừa trao đổi công việc luôn nhé. Tình hình địch ta các đồng chí biết rồi, anh em trinh sát mới báo cáo cho tôi biết, ở E2 mới bắt được mấy thằng tù binh. Nghe nói có một thằng hình như là cán bộ tiểu đoàn." Tôi nói thêm vấn đề này, sư đoàn vẫn xác định E266 phải bố trí lại lực lượng, củng cố lại công sự thật vững chắc, kịp thời phát hiện địch để chủ động tấn công chúng, bảo vệ dân, đồng thời là điểm lôi kéo địch để sư đoàn cơ động lực lượng lớn để bao vây, tiêu diệt chúng. Do vậy ở đây anh em phải chiến đấu rất căng thẳng, quyết liệt hơn. Tại thị xã dân Campuchia đang trở về ngày càng đông. Đồng chí hiểu ý tôi nói chứ? Dạ, báo cáo chính ủy tôi hiểu ạ. Như vậy tức là trung đoàn 266 vừa đánh địch vừa phải xây dựng lực lượng bạn. Đúng thế. Đồng chí xuống đó lúc nào, phòng chính trị gọi thì về. Nhớ nghiên cứu cả việc có thể đưa bộ phận điện ảnh xuống chiếu cho dân xem. Chiếu phim ban ngày, chiếu trong nhà, chỉ 30 40 người cũng chiếu cho họ xem. Xuống đó đồng chí xem xét tình hình cụ thể rồi báo cáo với trung đoàn cung tổ chức thực hiện. Khoảng 3 giờ chiều nay, đồng chí đi theo xe phòng hậu cần. Từ giờ cho đến trước lúc đi, đồng chí phải làm xong cho tôi hai việc: viết khai mạc ra mắt chính quyền tỉnh Kompong Pư. quyết tâm của sư đoàn đón lãng hoa bắc tôn và quyết tâm của cán bộ nhân dân tỉnh Kompong Pư mừng đón chính phủ Campuchia ra mắt. Việc của đồng chí thế đấy, về triển khai ngay cho kịp để chiều còn đi. Tôi đứng dậy báo cáo ra về Trước khi ra khỏi phòng Cầm ly nước uống Mới hay là nước gạo giang Tôi hỏi Báo cáo chính ủy Hôm mùng 8 tháng 1 Anh Trần Minh Tham mưu phó sư đoàn xuống E1 Tôi và đồng chí Trung Trợ lý tuyên huấn Có lấy cho anh Minh Một xe jeep đầy rượu Napoleon Rượu Zoom Thuốc lá Và cả mấy hộp chè nữa Sao thủ trưởng không uống Mà lại uống thứ nước này Có công vụ có đưa từ phòng tham mưu về mấy chai rượu thằng còm chống gậy đó trà rượu bây giờ chưa phải lúc lắm nhìn cái cách nói và làm việc của chính ủy tôi nghĩ ông đang căng thẳng về những công việc sắp tới trưa hôm đó tôi đưa lên cho chính ủy ba tờ giấy xem qua đầu đề chính ủy nói mình cứ nghĩ là cậu viết quyết tâm thư phải là thư quyết tâm thế này mới đúng quyết tâm thư là cách nói của thằng tàu Thôi để đây mình xem Cậu về mà chuẩn bị đi cho kịp Chiều ngày 23 Tôi theo xe hậu cần xuống E3 Đến E3 tôi đi thẳng vào sở chỉ huy Vẫn không khí tấp nập Bận rộn và rất nghiêm túc Máy điện thoại liên tục đổ chuông Các chiến sĩ hai oát Vẫn hí hoáy ghi chép Gọi điện trả lời Vẫn các sĩ si quan tác chiến Trinh sát bám bản đồ Cầm bút chì màu ghi tọa độ Vẽ mũi tên theo điện thoại của các đơn vị báo cáo về. Các sĩ quan pháo binh vẫn sẵn sàng ra lệnh bắn. Tôi báo cáo chính diện với chính ủy Ngô Tùng Phong và trung đoàn trưởng Lê Tiến Hạt, rồi theo anh Nguyễn Phương Nhân, chủ nhiệm về ban chính trị. Trong một căn nhà không to nhưng vườn rộng, nền gạch hoa, đồng chí Nhân đưa cho tôi một tấm vải màu ghi còn rất mới và nói: "Ông trải tấm vải này mà nằm giữa nhà cho thằng lưng nằm võng mãi rồi mà đây cũng không có chỗ mắc võng đâu. Cầm tấm vải trên tay, tôi phân vân chợt nghĩ tới một kỷ niệm năm 1977 với đồng chí Ngô Tùng Phong. Lúc đó đồng chí Phong là chủ nhiệm chính trị trung đoàn. Tôi hỏi đồng chí nhân: "Ông Phong có dùng cái vải này mà nằm không anh?" "Kệ ông ấy." Đồng chí nhân nói: "Đây là chiến lợi phẩm ta thu được của thằng Miên chứ dân Campuchia thì làm gì có." Được thứ này mà dùng Ông đang nghĩ tới con chim bay trên bầu trời Con cá lội dưới nước trên đất Campuchia Là của nhân dân Campuchia phải không? Gần đúng thế Tôi đang nhớ tới ngày 22 tháng 12 năm 1977 Hồi đó sau khi bọn Pol Pot tấn công Sang một số vùng biên ở biên giới nước ta Ở Samat Tây Ninh Giết người, cướp của rất tàn bạo Quân đoàn 4 tổ chức một cuộc tấn công Trừng phạt bọn Pol Pot Cuộc chiến đó đã tiêu diệt hầu như toàn bộ bọn địch trên khu vực mỏ vẹt, vùng lõm từ cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh đến cầu Sở Riêng, thu một số xe tải, bốn khẩu pháo 105 mm và xe tăng, xe bọc thép của chúng. Trước khi sư đoàn 341 rút phần lớn lực lượng về bên này biên giới, D9E266 được giao nhiệm vụ chốt giữ ở đầu cầu Sở Riêng, gần như một tuần chốt giữ ở đấy. Bên này sông là ta Còn bên kia là địch Cuộc đọ súng diễn ra liên tục ngày đêm Tất cả đều sinh hoạt dưới hầm Theo dõi nhau từng động tĩnh Hệ có khả nghi là chút vào đó một loạt AK Đại liên 12 ly 7 Và các loại đạn cối Tôi với đồng chí Phong Từ trung đoàn xuống nắm tình hình Và động viên tinh thần chiến đấu Của cán bộ chiến sĩ D9 Khoảng 19 giờ 30 Trời đã tối Bên này bờ sông và đầu cầu sở vây riêng Anh em phải căng mắt ra canh chừng trong thấp thỏm Bỗng một loạt AK phía bờ sông bên ta vang lên Lập tức bên kia bọn Pol Pot bắn trả hàng loạt các loại đạn Đồng chí Nguyễn Anh Đậu gọi điện báo tọa độ cho pháo của trung đoàn và sư đoàn bắn Nhìn vào bản đồ tác chiến nơi đồng chí Dậu vừa chấm tọa độ Tôi đang lom khom ra cửa hầm chỉ huy để nhìn phía đó thì một tiếng nổ rất đanh lửa xanh lè và một cây tốt nốt cách hầm khoảng 2 mét đứt ngang thân bay ném phịch trên hầm chúng tôi không khí trong hầm nóng bừng lên đồng chí đậu níu áo kéo tôi lại và hét to vào ngay dkz nó bắn đấy có làm sao không tôi sợ khắp người không nhanh hơn khoảng hai giây nữa chắc tôi bị tiêu rồi tôi nói đồng chí dậu đùa Nhìn thấy anh bò lên Nó dùng DKZ bắn đấy Sau đó pháo trung đoàn, sư đoàn Đồng loạt nổ chùm lên tọa độ Đội đồng chí dậu vừa gọi Khoảng 5 phút sau Anh em phía trước điện về yêu cầu ngừng bắn Cả đêm đó im lặng Tôi và anh Phong không phải gác Chúng tôi được một giấc ngủ Dưới hầm chỉ huy dây chín Thật ngon Sáng ngày 23 tháng 12 Khoảng 7 giờ Một chiến sĩ của trung đội vận tải đưa sang cho chỉ huy tiểu đoàn, khoảng hơn 1 kg thịt bò, còn rất tươi và ngon. Đồng chí Phong hỏi gay gắt: "Các cậu lấy đâu ra thịt bò đấy?" Hình như đồng chí ấy biết chúng tôi ở trung đoàn xuống nên có vẻ ái ngại. Tôi đỡ lời: "Chắc bò bị nó bắn khi tối phải không?" Đồng chí ấy đưa thịt bò cho tôi và chạy về đơn vị, vừa chạy vừa nói: "Dạ, nó nó bắn ạ." Tôi và đồng chí Tạ Quang Trung Chính trị viên phó tiểu đoàn lấy hai quả đu đủ gần đó, đưa cho đồng chí liên lạc bảo đem nấu với thịt bò cho mềm, rồi cả ba chúng tôi sang C12 thăm anh em. 11 giờ chúng tôi về ăn cơm, đu đủ nấu với thịt bò tại hầm của chỉ huy tiểu đoàn, coi như là ăn lễ ngày 22 tháng 12. Đồng chí Phong không ăn thịt bò mà chỉ gấp đu đủ và chan nước ăn với cơm. Suốt bữa ăn không thấy đồng chí Phong nói câu gì. Tôi nhìn sang đồng chí Trung, đồng chí Đậu rồi nói một câu khôi hài. Khôn ăn cái, dại ăn nước. Nước thịt bò ngấm vào đu đủ hết rồi, ăn nước khôn hơn ăn cái. Đồng chí Phong nhìn tôi có vẻ không hài lòng, rồi buông một câu. Đồng chí thì lập trường quan điểm để ở đâu? Chúng tôi nhìn nhau, không ai nói câu gì cho đến hết bữa ăn. Bữa liên hoan ngày 22 tháng 12 tại chiến trận mất ngon vì thế. Vừa ăn xong, chưa kịp cầm tăm, uống nước thì một tiếng nổ vang rền từ phía C12, cách chúng tôi khoảng một cây số. Sau đó tiếng chuông điện thoại báo cáo, đồng chí Hải chính trị viên và một liên lạc đại đội đã hy sinh. Một quả cối 120 mi từ bờ sông phía địch bắn tới. Quả cối nổ đúng giữa chỗ chính trị viên và liên lạc ngồi ăn. Tôi và đồng chí Phong, đồng chí Trung cùng bốn chiến sĩ trung đội vận tải chạy sang, lúc chạy khom, lúc bò, đến nơi thì xác hai đồng chí đã được anh em nhặt bỏ vào bao tử sĩ rồi buộc lại. Anh em nói, "Phải nhặt từng mảng thịt thủ trưởng anh ạ." Chúng tôi đứng nhìn hai bao tử sĩ, rồi nhìn nhau nước mắt ứa ra, không ai nói được lời nào, không được khóc thành tiếng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi nhìn đồng chí Phong chợt nghĩ đến câu nói con chim bay trên trời con cá lội dưới nước trên đất campuchia là của dân campuchia tôi tự hỏi bữa cơm chúng tôi mới ăn xong bữa cơm đồng chí hải và đồng chí liên lạc đang ăn dở là của ai phải chăng chúng tôi những người làm công tác chính trị đang cứng nhắc giáo điều như thế câu hỏi ấy cứ theo đuổi tôi mãi sau khi trao đổi sơ bộ tình hình với đồng chí nhân Đồng chí nhân bảo tôi cùng đến sở chỉ huy trung đoàn, báo cáo với trung đoàn trưởng và chính ủy luôn. Khoảng 19 giờ hai chúng tôi vào sở chỉ huy trung đoàn. Tới đây nghe đồng chí Phạm Đức Hậu trợ lý tác chiến báo cáo tình hình chiến đấu trong ngày với trung đoàn trưởng và chính ủy. Trong ngày địch tổ chức tấn công vào tiểu đoàn 7 một lần, tiểu đoàn 9 hai lần, tiểu đoàn 8 một lần. Lực lượng cấp đại đội đều bị ta đánh bật ra. Ta bị thương nhẹ một đồng chí Nhờ có công sự đã được củng cố vững chắc hơn Đồng chí Hậu báo cáo thêm Sư đoàn thông báo hướng trung đoàn 273 Địch tổ chức tấn công vào D2 Lực lượng khoảng 1E có thiết giáp chi viện Trung đoàn sử dụng tiểu đoàn 3 xuất kích chi viện Nhưng cũng bị địch ngăn chặn Nhưng tiểu đoàn 2 sử dụng 3 khẩu pháo 37 ly Bắn thẳng đi cùng Đến khoảng 9 giờ 30 phút hai tiểu đoàn 2 và 3 đã bắt liên lạc được với nhau. Tiểu đoàn 2 bắn cháy hai xe thiết giáp của địch. Hiện tại hai tiểu đoàn đang củng cố công sự, dừng lại qua đêm, ngày mai tiếp tục truy quét. Nghe xong báo cáo, đồng chí Hạt nói thêm: "Bọn này láo cá thật, chúng định dùng lực lượng luồn sâu đánh vào thị xã từ hướng đông đây." E273 ở hướng đông nam thị xã khoảng 15 km. Rồi quay sang nói với đồng chí hậu Nhớ điện nhắc thằng D9 Chú ý hướng cánh của nó Hướng tiếp giáp trung đoàn 270 ý Không đêm nay thì ngày mai Có thể nó sẽ đánh mạnh đấy Nói xong đồng chí Hạt quay về phía tôi Anh Thắng hôm nay về trụ với trung đoàn 3 đây Tôi đứng dậy tiếp lời Tôi là lính trung đoàn Từ trung đoàn ra đi Chứ có phải bây giờ mới về đâu Thấy có cơ hội tôi xin phép nói luôn báo cáo với trung đoàn trưởng, chính ủy và các đồng chí. Tôi tiếp thu ý định của sư đoàn là trung đoàn ta phải bố trí tổ chức lại lực lượng, chốt bảo vệ thị xã, phải củng cố công sự thật vững chắc, vừa chốt chắc vừa sẵn sàng xuất kích khi tiến công địch, vừa sẵn sàng xuất kích tiến công khi có thời cơ. Trung đoàn 3 là điểm lôi kéo địch để sư đoàn tổ chức lực lượng vòng rộng vây chặt. Nhưng hiện tại chưa nắm thật chắc các sư đoàn địch có lực lượng bao nhiêu và đứng chân ở đâu vì vậy để nắm tình hình ta phải nắm dân tổ chức dân lại khai thác từ bọn địch bỏ hàng ngũ về sống trong dân khai thác địch trong bọn tù binh hiện tại ta chưa vòng rộng vây chặt được bởi trước các trung đoàn nào đều cũng có địch ta xuất kích lực lượng lớn thì bị chúng bu bám ngay nhưng không phải vì thế mà chúng ta cho địch là mạnh tại giao ban sư đoàn tư lệnh và chính ủy cũng ví địch thế này Chúng như những con cá đang ở trong một hồ nước Đang bị chúng ta tác cạn dần Những năm trước đây cũng từng ấy sư đoàn Chúng có cả nước Campuchia Bây giờ cũng từng ấy sư đoàn Tất nhiên quân số giảm đi nhiều Chúng chỉ còn lại một phần tư diện tích đất nước Nhưng trên nhiều vùng bị ta chia cắt Nó như những con cá nhưng lại là có vũ khí cũng tại cuộc giao ban sư đoàn, đồng chí luật trưởng ban trinh sát báo cáo mới xuất hiện trên 100 đầu máy sóng cực ngắn của bọn Pol Pot. Tín hiệu thu được khá mạnh từ các điểm trinh sát trong khu vực. Sư đoàn nhận định địch có hai khả năng. Một là chúng nghi binh hù dọa. Hai, nếu đó là sự thật thì cứ cho là mỗi đầu máy tương đương một C hoặc B thì cũng phải có khoảng hai sư đoàn chứng tỏ địch đang ở gần ta. Như vậy sẽ sắp có cuộc tấn công mới. Các đơn vị càng phải hết sức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu. Còn những việc khác như xây dựng lực lượng bạn, công tác chính sách thì tôi đã trao đổi với đồng chí Nhân, đồng chí Huế ở ban chính trị rồi. Tôi là trợ lý của phòng chính trị sư đoàn xuống đây cùng tham gia chiến đấu với trung đoàn. Xin được các đồng chí giúp đỡ thêm. Đồng chí Ngô Tùng Phong chính ủy nói về đánh giá địch ta, nhiệm vụ cụ thể của trung đoàn, tôi và anh hạt đã nghe từ lệnh chính ủy sư đoàn trao đổi rồi. những vấn đề như đồng chí thắng vừa nêu, chúng ta phải làm cho bộ đội nhận thức rõ thêm để giữ vững và củng cố niềm tin trong chiến đấu. đội hình đứng chân của trung đoàn thì tiểu đoàn bảy đứng đây. đồng chí phong lấy thước chỉ vào một điểm trên bản đồ sát quốc lộ số bốn, cách phía nam thị xã khoảng mười cây số lại có đồng chí tuân dê trưởng đồng chí tám một cặp đôi mạnh của trung đoàn nhưng nó ở xa nhất nên phải giữ thông tin liên lạc thường xuyên với nó tuy có xa đội hình trung đoàn nhưng năng lực tác chiến độc lập của nó rất tốt chúng ta yên tâm hơn còn thằng dê tám dê chín là điểm địch đang tập trung lấn rũi nhiều nhất trung đoàn sẽ cử cán bộ tham mưu chính trị xuống đó để bổ sung thêm phương án tác chiến và củng cố tinh thần chiến đấu cho anh em Sáng mai phải triển khai ngay Anh Hạt nhỉ Đồng chí Hạt cầm máy Nhắc nhở D8, D9 theo dõi Phát hiện địch từ xa Hết sức chú ý các động tĩnh của địch Đừng để chúng đánh lừa như lần trước Cách đó hai ngày Địch dùng máy kéo Đứng từ xa nổ máy rất lớn Đồng thời cho hai thiết giáp bí mật Tiến vào gần chốt của ta May mà ta cảnh giác phát hiện sớm Đặt máy xuống Đồng chí Hạt quay về đồng chí Hậu Trực ban tác chiến phân công nhau theo dõi, nhắc nhở các đơn vị hết sức cảnh giác nhé. Tối hôm đó và cả ngày hôm sau khá yên tĩnh, địch chỉ tấn công một vài lần vào những điểm chốt sâu phía trước của các đại đội 1, đại đội 7 và đại đội 10, lực lượng không đáng kể. Ngày 24, trao đổi với ban chính trị trung đoàn, tôi mới hiểu rõ hơn tình hình nhân dân Campuchia về tại thị xã Kompong Họ về đó đông Nhưng chỉ dừng lại thời gian ngắn Xin ta tiếp tế lương thực Thuốc men Rồi họ lại lũ lượt đi Dân định cư tại thị xã chưa có bao nhiêu Trong mấy năm cầm quyền Dân thành phố, thị xã Đã bị bọn Pol Pot lùa vào rừng hết Và xáo trộn tùm lum Ở thị xã Công Pông Sập Pư Chúng tôi gặp cả dân bát tam băng xuống Dân ở cảng Công Pông Thom lên Rất ít dân gốc ở thị xã sau này chúng tôi mới gặp dân Phở Nhôm Penh ở miền Tây Bát Tam Păng và Bua Sát rất đồng. Công tác dân vận xây dựng chính quyền bạn của E266 tại thị xã vì thế vẫn chưa làm được bao nhiêu. Đêm 24, rạng sáng, sáng ngày 25, các chốt phía trước đều báo cáo về trung đoàn là nghe tiếng động cơ xe tăng, thiết giáp, các ban tham mưu chính trị, hậu cần, đôn đốc các sĩ quan và đơn vị trực thuộc không được ngủ sẵn sàng chiến đấu. Khoảng 5 giờ sáng ngày 25 tháng 1, địch tấn công trên toàn tuyến E266 và trung đoàn 270, tức là hướng Nam đến hướng Tây Bắc thị xã. Đến 10 giờ, địch tổ chức tấn công vào trận địa của đại đội 9 và đại đội 10 tiểu đoàn 9 năm lần. Anh em báo cáo về, chúng dùng xe bọc thép lấn dần vào các chốt phía trước khoảng hơn 100m, dùng súng 12L8 bắn phẩm phập vào các công sự giao thông hào của ta bộ binh địch vào sát hơn khoảng 50 mét các loại đạn cối của chúng nổ chùm lên đội hình chốt của ta cuộc đọ súng giữa ta và địch dai dẳng kéo dài thủ đoạn của chúng là dùng đội hình bộ binh mỏng phía trước để phát hiện mục tiêu sau đó dùng hỏa lực từ xe tăng thiết giáp và pháo binh phía sau để tiêu diệt sinh lực ta bộ đội ta vẫn trong công sự để địch đến gần Điểm xã AK Khi có mục tiêu lộ, ngon ăn thì dùng trung liên, đại liên, B40 hoặc cối các loại Khi phát hiện xe tăng thiết giáp vào gần Dùng hỏa lực đi cùng bộ binh phối hợp với pháo, cối của tiểu đoàn, trung đoàn để bắn áp chế Bộ binh xuất kích khỏi công sự, tiêu diệt mục tiêu xong rồi nhanh chóng quay về chốt Khoảng 10 giờ 30 cán bộ đại đội 9, hai đồng chí bị thương đã phải chỉ định thay thế. Ở tiểu đoàn 8, anh em cũng bị thương ba đồng chí, nhưng địch vẫn không thể chiếm được một chút nào của ta vì bị hỏa lực đi cùng bộ binh ta bắn rất mạnh và chính xác. Khoảng 11 giờ 30 thì sở chỉ huy trung đoàn nhận được tin tiểu đoàn trưởng Văn Đình Tùng đã hy sinh. Tại sở chỉ huy, mọi người sững sờ khi nghe tin ấy. Đồng chí Lê Tiến Hạt cầm máy bộ đàm yêu cầu nói chuyện trực tiếp với các tiểu đoàn trưởng. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 9, cầm máy báo cáo. Đồng chí Tùng đã hy sinh. Thấy hướng C9 địch tấn công liên tục, cán bộ đại đội bị thương, đường dây xuống C9 bị đứt, chiến sĩ thông tin này oát bị thương. Tiểu đoàn trưởng bảo tôi ở lại chỉ huy, rồi đưa theo hai chiến sĩ trinh sát xuống đó. Nghe nói sau khi anh bắn chiếc xe thiết giáp thứ hai thì địch phát hiện ra chỗ B41 vừa bắn. Chúng tập trung hỏa lực vào đó. Anh Tùng đã hy sinh và thêm một chiến sĩ nữa bị thương. Tôi đã cho anh em đưa thương binh liệt sĩ về sau chốt C9. Đồng chí tiếp tục chỉ huy tiểu đoàn chiến đấu. Trung đoàn sẽ cử cán bộ xuống ngay. Chú ý làm tốt chính sách thương binh tử sĩ nhé, đồng chí Hạt nói. Khoảng quá 12 giờ, tiếng súng thưa dần rồi tắt hẳn. Địch lùi hết vào trong rừng. Phía ta cả trung đoàn hy sinh một đồng chí Bị thương bảy đồng chí Số thương vong của địch ta chưa nắm Chiều tối ngày 22 tháng 5 Và các ngày sau đó Tình hình địch ở trung đoàn 3 tương đối yên tĩnh Giao ban trung đoàn đồng chí hậu báo cáo Khoảng 15 giờ mới cho các đơn vị ra kiểm tra chiến trường Anh em thu được 31 khẩu súng bộ binh Một số loại lựu đạn và đếm được 51 xác của lính miên đã kéo một số xác gần trước các chốt đại đội lấp xuống những hố cá nhân do chúng đào. Tối hôm ấy, tôi báo cáo tình hình trung đoàn 3 với phòng chính trị. Nghe báo cáo xong, đồng chí Nguyễn Tấn Miên thông báo thêm hướng trung đoàn 273 tiếp tục truy quét thêm vài cây số nữa rồi quay trở lại vị trí đứng chân. Hướng trung đoàn 270 căng thẳng hơn nhiều tại tiểu đoàn 5, đại đội 5 và đại đội 7 Đến trưa, mỗi đơn vị chỉ còn 15 đến 17 tay súng. Cán bộ đại đội 7 đã thay đổi lần thứ hai. Trung đoàn và sư đoàn dùng hỏa lực chế áp cho tiểu đoàn 4, vòng rộng đánh từ phía sau, đội hình địch bị chia cắt, tan rã và bị ta tiêu diệt gần trăm tên. Bắn cháy 4 xe thiết giáp. Đến chiều, một đại đội địch khoảng 15 tên mất liên lạc với cấp trên của chúng, bị ta bao vây, tiêu diệt gọn. Bắt sống hai tên Vì vậy đến gần 17 giờ Hướng trung đoàn 270 Tiếng súng mới tắt hẳn Tôi hỏi lại Vậy thằng Tú Binh trung đoàn bắt được Nghe nói là đại đội hay tiểu đoàn gì đó Nó khai thế nào Nó bùm mất rồi Ông Cao đang cáu với tiểu đoàn Ông Cao đang cáu lên với trung đoàn 2 đấy Còn tình hình dân Ở thị xã hiện tại Không có bao nhiêu đâu thủ trưởng ạ à. Họ mới về đây rất ít, có thể nói là họ chưa dám về đây thì đúng hơn. Ừ, sư đoàn cũng biết rồi, hôm qua trung đoàn 3 đã báo cáo cụ thể. Bộ phận điện ảnh cũng đang phục vụ suốt ngày, khu vực sư bộ và mấy tiểu đoàn trực thuộc gần đây mà không kịp. Đồng chí Trị và đồng chí Trọng đang về Sài Gòn lấy thêm ít phim nữa. Cậu ở đó 1-2 ngày rồi phải về sư đoàn mà chuẩn bị cho đại hội mừng công vào khoảng nửa tháng sau đấy. Chiều ngày 26 tại Ban Chính trị Trung đoàn, đồng chí Huế Phó Chủ nhiệm, đồng chí Nhân và đồng chí Hải Công vụ ngồi nói chuyện huyên thuyên với nhau. Người này một câu, người kia một câu. Nghe cái giọng điệu dạy cho Việt Nam một bài học thì thế nào Trung Quốc nó cũng sẽ đánh Việt Nam. Nếu nó đánh thì chắc chỉ ít ngày thôi sẽ chiếm Hà Nội mất. Vì mấy quân đoàn chủ lực của ta đang ở Campuchia rồi. Còn mấy quân khu nữa chứ ông, mà nghe nói quân đoàn 2 cũng đã ra Bắc, chắc cũng đã thành lập thêm một số đơn vị chủ lực nữa chứ. Nếu thành lập thêm các đơn vị mới, đánh nhau ngoài ấy, chúng ta sẽ có phần đấy. Ở đây cũng đang đánh nhau, ngoài ấy cũng đánh nhau, ra Bắc cũng được, đằng nào mà cấp trên chẳng cho về nhà ít ngày, gặp vợ con đã rồi tính tiếp, chết cũng được. Chỉ một lần chết mà thôi, sợ gì? ở quê nhà hôm nay đã là hai chín tết rồi thủ trưởng ạ à. ừ nhỉ tết mà không có miếng gì em xuống ban hành chính xem có thịt lợn không nghe nói hậu cần trung đoàn mới nhận thịt ăn tết cho bộ đội thôi anh ạ à, ta còn sướng hơn những thằng đang ngồi trên chốt đấy tội tiểu đoàn trưởng tùng quá thủ trưởng nhỉ em cũng có biết tiểu đoàn trưởng tùng đánh nhau liên tục thế mà ra cứ trắng khỏe mạnh và đẹp trai mà sao nó lại chạy xuống đại đội 9 Khi cả tiểu đoàn đang đánh nhau Trách nhiệm của nó là đang chỉ huy cả tiểu đoàn cơ mà Thì lúc đó C9 đang rất khó khăn Mất liên lạc hiệu tuyến Chiến sĩ Ai Oát bị thương Nó mới chạy xuống chứ Theo ông thì ông xử lý tình huống đó thế nào Thì tôi cho tiểu đoàn phó đi Hoặc cử trợ lý tham mưu xuống Tôi hỏi ông nhé Nếu đồng chí Tùng xuống C9 Thằng địch liều lĩnh xông vào chọc thủng tuyến phòng ngự của C10 C11 đánh thẳng vào trung đoàn bộ, gây thương vong lớn cho cả trung đoàn thì trách nhiệm thuộc về ai? Tiểu đoàn trưởng Tùng cũng dũng cảm đấy, thủ trưởng nhỉ. Nếu em là tiểu đoàn trưởng thì em xử lý thế nào? Em ạ, à, em thì không làm được tiểu đoàn trưởng rồi. Biết đâu được. Em nghe các chú thủ trưởng nói thì thấy ai cũng có lý cả. Vừa lúc đó, đồng chí Ngô Tùng Phong vào thấy chúng tôi đang trao đổi hào hứng. Đồng chí Phong hỏi Cái gì mà vui thế? Đang nói về đồng chí Tùng D9 hy sinh Đồng chí Phong nói tiếp Để mất một tiểu đoàn trưởng Lúc này là tổn thất lớn Đau lắm Đồng chí Tùng hy sinh trong trường hợp rất dũng cảm Và cả lập công Nhưng nếu tách yếu tố chính trị tư tưởng ra Thì có điều gì đó Chúng ta cần suy nghĩ thêm Nếu nói năng lực và hiệu quả Của một chiến sĩ Thì đó là tầm hiệu quả của vũ khí mà anh ta có trong tay. Còn với cán bộ chỉ huy là số lượng các loại vũ khí trang bị, số người và số đơn vị anh ta được giao quản lý, chỉ huy. Phạm vi trách nhiệm của anh ta lớn, trừ trường hợp bất khả kháng như đồng chí Hải chính trị viên C-12 năm ngoái. Có phải không anh Thắng? Đây cũng là bài học cho tất cả những ai là chỉ huy, lãnh đạo. Cùng lúc, đồng chí Thức trợ lý chính sách vào báo cáo danh sách thương binh liệt sĩ mấy ngày qua và kế hoạch đưa thương binh liệt sĩ về nước. Sáng hôm sau, tôi theo đồng chí Huế, phó chủ nhiệm và đồng chí Thức vào nắm danh sách liệt sĩ thương binh ở trạm xá trung đoàn. Đến nơi, tôi đi thẳng xuống chỗ thương binh đang nằm. Thấy một đồng chí bị thương bằng kín mặt, tôi hỏi: "Đồng đội bị thương thế nào mà băng hết cả mắt thế?" Cứ tưởng là chúng mánh thế mà quân y vẫn chưa cho về tuyến sau đấy mày ạ Đồng chí Dương y tá Cùng tôi định nói gì đó Nhưng tôi ra hiệu cho Dương Cứ để tôi nói chuyện cho tự nhiên Mày trúng mánh rồi còn gì Bị bỏng mắt à Không Tao chỉ bị mạnh sượt trên mi trái Máu chảy nhiều khó chịu quá Hôm qua tao mở băng ra Máu lại chảy tiếp Nên quân y mới băng cho kín mặt Mày ở dê mấy Tao dê chín Còn mày tao ở D8 Mày bị thương ở đâu? Tao bị ở miệng, gãy hai răng số 4, hàm dưới Thế thì lại phải ra chốt nữa rồi Tiểu đoàn tao có đại đội còn 15-17 thằng nữa thôi Tao mà về phía sau thì lấy lính đâu mà đánh nhau Nghĩ cũng thương mấy thằng trên chốt mày ạ à. Thêm một tay súng lúc này là quý lắm Đồng đội đỡ lạnh lưng hở sườn Mày nói giọng cán bộ gớm nhỉ Nhập ngũ năm bao nhiêu? Năm 77 Thế thì mày cũng phải là cán bộ trung đội, đại đội rồi Đại đội tao có thằng nhập ngũ như mày Mà đại đội phó rồi đó Chắc nó đánh nhau dũng cảm lắm Ừ, cũng khá Nhưng bị thương và chết liên tục Thế không lấy nó lên thì lấy ai? Tao nhập ngũ 78 Lần này vết thương lành Về đơn vị chiến đấu nữa Chắc tèo luôn Chết có số chứ ông ơi Đâu phải thằng nào cũng đánh nhau đều chết đâu Có bị thương chảy máu Mới là lính chiến chứ Nếu không khi về nhà nói chuyện Với người yêu Thấy mày lành lặn mà nói chuyện Thấy mày lành lặn mà nói chuyện chiến đấu như siếc Nó chẳng cười cho Lại còn nói anh đi bộ đội Làm anh nuôi nghe bạn anh kể Rồi giờ về bốc phép với em Cứ như là đánh nhau thật ấy Cả hai chúng tôi cùng cười Tôi thấy rơm rớm ở băng tôi đưa tay sửa nhẹ lên và nói có máu da kìa mày ừ có lẽ do tao cười to thế thì mày nằm mà nghỉ đi tao phải đi lấy thuốc uống đã tôi đứng dậy đi ra nháy mắt chào ba đồng chí thương binh ngồi gần đó ra khỏi nhà tôi để ý vẫn nghe tiếng một đồng chí khác nói lại khánh ơi ông ấy ở trung đoàn xuống đấy thế à sao mày không nói trước với tao kệ ông ấy trung đoàn, tiểu đoàn gì cũng thế cả thôi mày ạ. Tối ngày 28, tức ngày mùng 1 Tết kỷ mùi, địch lại tổ chức tấn công vào trung đoàn 270 và trung đoàn 273. Chắc chúng cũng nghĩ rằng những ngày này đối phương sẽ rất sơ hở. Chúng đã nhầm. Chính tối hôm đó, chúng ta đã chủ động theo dõi địch từ trước. Các mục tiêu có khả nghi và những điểm trước chốt, nơi dự kiến địch sẽ dựa vào đó để tấn công ta đều được trinh sát bộ binh và pháo binh chấm sẵn và rất chính xác trên bản đồ tác chiến. Khoảng 20 giờ, địch tổ chức tấn công vào các chốt của đại đội, tiểu đoàn trên toàn tuyến trung đoàn 273 và trung đoàn 270. Chỗ nào phía trước trinh sát báo có địch là chỗ ấy, pháo, cối của sư đoàn, trung đoàn dập từng đợt vào đội hình và trên đường rút quân của chúng. Sau 21 giờ, trên toàn tuyến sư đoàn bộ đội đón giao thừa trong công sự tương đối yên ắng vài ba ngày sau địch không tấn công như những lần trước đây mà chúng tổ chức từng tốp nhỏ luồn sâu vào các chốt của ta trinh sát nắm tình hình các chốt lẻ tẻ báo cáo tiêu diệt một vài thằng miên có lần ở chốt dâu tôm do hai chiến sĩ phạm quang phong và trần văn luật b một c một g bảy e ba đảm nhiệm luật bị thương nhẹ trong trận đánh trước chưa lành hẳn vết thương nhưng đơn vị thiếu người vẫn phải lên chốt. đang ban đêm địch mò vào gần quá phòng phát hiện nhưng tưởng là đồng đội của mình lên thay chốt nên vẫn chủ quan địch tiến vào sát người phòng thấy lạ hỏi mật khẩu khi biết được nó là địch thì hai bên đã giáp mặt nhau phòng nhanh chóng đạp văng khẩu súng trên tay nó tên địch cũng vừa kịp trồm lên phòng thằng địch to khỏe hơn nó đè phòng ngã xuống Phong nằm dưới hai tay Bóp chặt cổ thằng Miên Hai chân ghi chân địch và gọi Luật ơi cứu tao Luật đang lúng túng Chưa biết ứng cứu ra sao Luật hỏi Mày nằm trên hay nằm dưới Nằm dưới Mày ghi chặt hai chân nó cho tao Chân nó không có giày đấy Luật ôm hai chân thằng Miên kéo ra Ghi chặt xuống Yếu thế thằng Miên đưa tay gỡ quả liệu đạn bên hông Phong nhanh chóng rời một tay đang bóp cổ lần theo tay nó rằng được quả lựu đạn về tay mình phong dướn hết sức đánh bốp vào gáy nó thằng miên khự lên một tiếng rồi từ từ nhũn người ra phong và luật đứng dậy bồi thêm một báng súng vào đầu nữa cho nó chết hẳn xong xuôi cả hai kéo xác thằng miên ra một đoạn xa rồi mới quay trở lại chốt báo cáo với đại đội ngày ba mươi tháng một trực ban phòng chính trị mười tám giờ hết ca bàn giao cho đồng chí vũ Giao bàn xong, hai anh em ngồi nói chuyện riêng. Tự nhiên đồng chí Vũ phát hiện, ở dưới má và cổ tôi có nhiều hạt nổi đỏ như mũi cắn. Đồng chí Vũ hỏi tôi rằng, anh ngủ không mắc màn sao, mà bị mũi cắn nhiều thế. Tôi sờ vào dưới cổ, cảm giác lấm tấm ở tay. Ôm áo lên, ôi chào, toàn thân xuất huyết đỏ khắp người. Thảo nào mấy ngày nay tôi cảm thấy đau đầu, hơi chóng mặt. Người hâm hấp khó chịu, mất ngủ, kém ăn trằn trọc thế nào tôi mệt quá mà không dám xin nghỉ cứ sợ mọi người nghĩ mình khác đi trong lúc đơn vị đang chiến đấu căng thẳng mặt khác lại cứ nghĩ vớ vẩn rằng ở quê nhà cha mẹ vợ con đang trông mình về hay có việc đại sự gì mà thiếu vắng tôi thì ra nguyên nhân là thế này đây gần cả tháng sau tôi điều trị ở trạm xá sư đoàn những ngày đầu đi ngoài phân có màu đen Tôi nghe các bác sĩ nói rằng Anh không biết mình đau nên không dùng thuốc Tây là may lắm rồi Sốt xuất huyết là dùng thuốc Tây sẽ nặng hơn Thậm chí có thể chảy máu đường ruột dẫn đến tử vong Tôi hú vía, nghĩ cũng ngớ ngẩn thật Nhưng hẳn còn may Khoảng hơn tuần sau, hiện tượng đau mỏi và những nốt đỏ khắp người giảm dần Người đỡ lên chút ít thì đột nhiên bắt được thư em tám, em ruột tôi và cháu Đức, con đầu lòng của anh trai thứ hai, bị thương. Hai chú cháu cùng nhập ngũ năm 1977, cùng ở trung đoàn 2, sư đoàn 8, quân khu 9. Em 8 bị dính mìn, cháu Đức bị đạn thẳng xuyên cánh tay trái khi chiến đấu ở tỉnh Campos. Cả hai đã được đưa về điều trị tại trạm xá sư đoàn. Tối đó tôi không ngủ được, cứ tự hỏi mình rằng tại sao cả ba anh em chú cháu chúng tôi lại cùng vào một chỗ nhỉ? Cách đây gần một năm, ngày 28 tháng 4 năm 1978, Đại đội 17 công binh, trung đoàn 266, trước khi rút khỏi Hà Tiên, Kiên Giang, trở về đội hình sư đoàn, hai anh em ruột cũng gặp nhau. Đơn vị anh bàn giao chốt cho đơn vị em. Hai anh em ôm nhau khóc nức nở, bởi trong thâm tâm họ đều nghĩ rằng những khó khăn, gian khổ và cả sự hy sinh đổ máu đang sẵn sàng giáng xuống gia đình họ giáng xuống trên đầu cả người anh và người em. Thế mới hay, chiến tranh biên giới Tây Nam và trên đất Campuchia đã thu hút một lực lượng, lượng người lớn đến như thế nào. Làm công tác chính trị, lúc này tôi không dám bộc bạch lòng mình, nhưng vẫn cảm thấy như có điều gì đó không lạnh sắp xảy ra với tôi. Tôi tự hỏi và không thể tự trả lời được, chỉ hy vọng ở phúc ấm gia đình, một niềm hy vọng mong manh. Sức khỏe của tôi hồi phục dần, do yêu cầu công việc, tôi xin ra viện để hoàn thành nốt những công việc được giao, nhưng bác sĩ khuyên tôi vẫn phải dùng thuốc để điều trị. Tôi trở thành bệnh nhân ngoại trú, hàng ngày vẫn phải theo dõi kết quả chiến đấu để kịp thời thông báo cho các đơn vị, theo dõi và phổ biến thời sự chính sách, viết bài giáo dục chính trị cho bộ đội bạn. Sư đoàn vẫn tiếp tục nhận nhiệm vụ chiến đấu với hiệu suất ngày càng cao. Ngày mùng 5 tháng 2, hai tiểu đoàn 4 và 6 của trung đoàn 270 luồn sâu vòng rộng 16 km, diệt hai tiểu đoàn địch. Phía trước trung đoàn 266. Ngày mùng 7 tháng 2, trung đoàn 273 tấn công căn cứ núi Voi, đánh tan sở chỉ huy sư đoàn 221 của địch. Giải phóng gần 1 vạn dân, thu gần 1000 tấn lúa, hơn 300 con trâu. Từ đó tình hình chiến sự trên khu vực này từng bước được cải thiện. Thị xã Công Pông Sở Pư, dân bản xứ về ngày càng đông, tổ chức chính quyền cấp cơ sở được thành lập rộng khắp và từng bước được củng cố. Ta và bạn có điều kiện tuyển chọn thêm lực lượng bổ sung, biên chế đủ 4 tiểu đoàn đại đội bạn. Các đại đội bạn đã có thể chiến đấu tốt bên cạnh những đơn vị ta. Những ngày này, Trung Quốc và các thế lực phản động quốc tế liên tục lên tiếng phản đối mạnh mẽ Việt Nam xâm lược Campuchia. Khoảng từ ngày mùng 10 đến ngày 15 tháng 2, tình hình địch trước các chốt của trung đoàn có hiện tượng căng thẳng trở lại. Số lượng đầu máy VTD của địch tăng lên đến con số trên 120. Bộ tư lệnh sư đoàn lại một lần nữa cho rằng chúng vừa hù dọa, vừa có sự kết hợp những hoạt động ngoại giao rầm rộ với quan thầy của chúng. Đồng thời không loại trừ, đây là một hoạt động phối hợp nhằm căng lực lượng quân sự của ta ở hai đầu biên giới. Tuy vậy, ý định của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 là quyết tâm giải phóng căn cứ âm len trong tháng 3 tới. Để thực hiện ý định đó, nhiệm vụ của Sư đoàn 341 là phải hành quân truy quét, mở rộng địa bàn đứng chân, tạo thế cho quân đoàn. Ngày 15 tháng 2 trung đoàn 270 và trung đoàn 273 từ vị trí đứng chân vòng rộng 20 km từ hướng Bắc Tây Bắc và Nam Tây Nam thị xã Công Pông Sở Pư hình thành thế bao vây một lực lượng địch khoảng 2.000 tên đang án ngữ trước trung đoàn 266. Cuộc hành quân của ta vẫn tạo được thế bất ngờ. Suốt ngày hôm đó, cuộc chiến đấu diễn ra rất quyết liệt nhưng nhanh gọn. Song do địa hình quá rộng kẻ địch luôn lách vào các lùm cây, hẻm núi, tháo chạy. Một số lớn quảng súng trà trộn trong dân tị nạn lẩn trốn. Hơn 600 tên bị bắt, ta chỉ thu được vũ khí, giáo dục sơ bộ rồi phóng thích luôn tại chỗ. Thế mạnh về quân sự và chính trị của ta ở thời điểm này trên mặt trận đường số 4 có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng, tạo tiền đề cho bước ngoặt để quân đoàn 4 và các lực lượng trên địa bàn bước vào chiến dịch giải phóng Leng và những căn cứ còn lại của chúng trong vùng biên giới tây nam Campuchia. Tình hình quân sự trên địa bàn tỉnh Kompong Speu ngày càng đi vào ổn định, chính quyền từ cấp tỉnh đến cơ sở, phum, sóc cũng được củng cố. Nhân dân phấn khởi trở về địa phương của mình, bắt tay vào lao động sản xuất, tu sửa nhà cửa, nương vườn. Nhưng nạn thiếu đói và dịch bệnh trầm trọng chưa thể khắc phục ngày 1, ngày 2. Cán bộ chiến sĩ sư đoàn 341 lại phải vừa chiến đấu, vừa tích cực giúp dân, xây dựng chính quyền cơ sở, vừa phải khám và chữa bệnh cho nhân dân, phải lo cấp gạo cứu đói, vải vóc, quần áo mặc, vừa tổ chức cho nhân dân lao động, sản xuất các loại cây, củ ngắn ngày nhằm giải quyết những khó khăn trước mắt của họ. Gần một tháng lăn lội với bà con nhân dân Campuchia, tình hình mọi mặt bước vào nền nếp, các tiểu đội, trung đội, dân phòng vừa là nòng cốt chiến đấu bảo vệ, vừa là tổ chức và hướng dẫn mọi hoạt động của mỗi phun sóc. Những bài ca bản nhạc, điệu nhảy vang lên ở các buôn làng, đặc biệt bài hát Việt Nam Campuchia Samaki do Sihanouk sáng tác từ những năm trước đây trở thành bài hát phổ biến trong cả bộ đội Việt Nam với bộ đội và nhân dân Campuchia. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc phát động cuộc chiến tranh xâm lược trên toàn tuyến biên giới phía bắc nước ta. Chủ nghĩa bành trướng bá quyền nước lớn của Trung Quốc muốn dạy cho Việt Nam một bài học để Việt Nam hết bướng bỉnh, không chịu nghe theo chúng. Quân và dân ta ở hai đầu biên giới vẫn điềm tĩnh, vững vàng, anh dũng chiến đấu, kiên quyết chống lại sự xâm lược của kẻ thù. Đúng như nhà thơ Tố Hữu nói: lụt bắc lụt nam máu đầm biên giới tay chống tời tay giữ nước nước căng gần cuộc chiến đấu của các lực lượng quân sự của nhân dân ta và nhân dân campuchia vẫn bình thản triển khai như thường lệ và có phần khẩn trương quyết liệt hơn ngày mùng sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín sư đoàn ba trăm bốn mươi một được quân đoàn bốn tăng cường trung đoàn ba gia sư đoàn hai trung đoàn 14 bốn sư đoàn chín hai đại đội tăng thiết giáp 10 chiếc tiến hành cuộc hành quân truy quét từ hướng bắc tây bắc thị xã công pông sập pư tiêu diệt lực lượng địch ở vòng ngoài ngày 11 tháng 3 quân đoàn rút các đơn vị tăng cường để tập trung cho sư đoàn 7 và sư đoàn 9 đánh vào mục tiêu chủ yếu sư đoàn 341 sử dụng lực lượng còn lại của mình để phát triển thêm 40 cây số về hướng công pông som bắt liên lạc với các đơn vị chiến đấu của quân khu 9 Mở rộng và khai thông hành lang quốc độ 4 Từ phú Nhôm Penh đi cảng Sia Nốc Vin Tôi không tham gia vào cuộc hành quân truy quét này Mà được giao nhiệm vụ phụ trách công tác chính trị Cùng đồng chí Nguyễn Quang Nuôi Trợ lý tác chiến sư đoàn Phụ trách quân sự của bộ phận lại ở cứ sư đoàn Lực lượng tại khu vực này có một tiểu đoàn 28 huấn luyện khoảng 300 tân binh mới được đưa từ Việt Nam sang hơn 30 cán bộ tiểu đội, trung đội, tiểu đoàn 28 đóng cách cứ khoảng 4 km về phía bắc. Một tiểu đoàn bạn mới được thành lập, đang tuyển chọn lính từ các vùng sóc, cũng đóng quân ở gần khu vực đấy. Tại sở chỉ huy cơ bản của sư đoàn, còn có cơ quan tỉnh ủy, ủy ban tỉnh và một số cán bộ giúp việc cơ quan cấp tỉnh khoảng 15 người. Một trung đội vệ binh bạn bảo vệ cơ quan cấp tỉnh Hai đội công tác của bạn, mỗi đội 25 người, trong đó có 20 đồng chí đã được đào tạo, học tập vài tháng, còn lại là số mới được tuyển chọn từ trong dân. Lực lượng nòng cốt để bảo vệ khu vực này, chủ yếu là tiểu đội vệ binh của ta, có 8 đồng chí, do đồng chí Vinh, trung đội trưởng chỉ huy. Các tiểu đoàn 17 công binh có 5 đồng chí, tiểu đoàn 18 thông tin 7 đồng chí. Những anh em này phần lớn đang ốm hoặc bị thương nhẹ, được đơn vị phân công ở lại cứ. Nhiệm vụ của chúng tôi ở lại cứ là duy trì các hoạt động bình thường của lực lượng còn lại tại sở chỉ huy cơ bản, bảo vệ cơ quan lãnh đạo của tỉnh Công Phong Sập U. Riêng tôi có nhiệm vụ tham gia hội đồng xét xử với tư cách là hội thẩm quân nhân của Tòa án Quân sự Quân đoàn 4, xét xử vụ án PAS, can tội gái Campuchia một thời chiến đấu trong đội hình sư đoàn 341 đã được trưởng thành từ cán bộ trung đội, đại đội, tiểu đoàn rồi tham mưu phó trung đoàn. Ed có những thành tích chiến đấu gắn liền với những chiến công của đơn vị rất đáng tự hào. Anh là một trong những chiến sĩ, sĩ quan trẻ đã được rèn luyện, thử thách qua chiến đấu, công tác có triển vọng. Khi ở vị trí tham mưu phó trung đoàn, anh là một chỉ huy có năng lực và sông sáo là người trực tiếp chỉ huy khắc phục hai xe tăng T-54 xa lợi ngày 5 tháng 1 năm 1979 của Trung đoàn 273 trên đường 24 từ Sang Ke đến núi Sa Cách vào giải phóng và Nhung Penh ngày 7 tháng 1 năm 1979. Tôi đã cùng anh ăn chung nổi cá luộc khi thiếu gạo, đói cơm ngày 11 tháng 1 ở phía bắc sông Bốn Mặt. Đã từng cùng anh và một số cán bộ cơ quan trung đoàn 273 xuống kiểm tra từng ba lô chiến sĩ ở tiểu đoàn 1 khi có tin anh em vi phạm chính sách dân vận. Thái độ của anh mềm dẻo nhưng không khoan nhượng với những sai trái của cán bộ chiến sĩ cấp dưới. Hoàn thành nhiệm vụ truy quét phía bắc thủ đô Phở Nhôm Penh bên bờ bắc sông Mê Công thì trung đoàn được lệnh trở về tỉnh Công Pông Sập Pư. Ad sử dụng ba chiến sĩ trinh sát của anh đi khảo sát địa hình chuẩn bị vị trí đứng chân của trung đoàn. Khi qua một cánh đồng không rộng, có mấy ngôi nhà ở dọc bờ suối. Mùa khô không có nước, không một bóng người. Riêng anh có thấy một cô gái Campuchia khoảng 20 tuổi mang gùi đang làm gì dưới suối. Nhóm trinh sát vẫn tiếp tục đi khảo sát địa hình nhưng không phát hiện được gì. Đi được khoảng 500 mét thì anh S bảo các trinh sát ngồi nghỉ anh quay trở lại chỗ vừa thấy người con gái đến nơi cũng là lúc cô gái dưới suối đi lên không kiềm chế được mình như một định mệnh anh rút súng ngắn cầm ở tay tiến đến ôm lấy cô gái sợ quá cô gái campuchia không dám chống cự buông lòng mình cho anh ép hành động hành động xong ép trở lại với các chiến sĩ trinh sát trở về trung đoàn như không có chuyện gì sau đó vài giờ có hai cán bộ chiến sĩ bộ đội bạn đi qua Cô thấy sợ hãi Kể hết với họ những chuyện vừa xảy ra Và cùng họ đến tại trung đoàn Nhận mặt S Một ngày sau đó S bị viện kiểm soát quân sự quân đoàn 4 Ra lệnh bắt giam Một tháng sau S được đưa ra xét xử công khai Tại khu vực nhà máy đường Nơi đặt sở chỉ huy cơ bản Của sư đoàn 341 Tại mặt trận đường số 4 Tôi là một trong ba thành viên của hội đồng xét xử hôm đó. Một tránh án, một thành viên là viện kiểm soát quân sự quân đoàn 4 và tôi hội thẩm quân nhân. Không có luật sư bảo chữa. Đây là tòa án quân sự mở phiên tòa đặc biệt, khẩn cấp tại chiến trường, xét xử tại chỗ những quân nhân có hành vi vi phạm kỷ luật đặc biệt nghiêm trọng. Trong một căn phòng không rộng, có chiều dài 5 x 15 mét, với trang trí dã chiến trên có quốc huy nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam dưới đó hai cái bàn kê sát nhau đủ chỗ cho một chủ tọa phiên tòa và hai thành viên hội đồng xét xử bên trái là một bàn thư ký bên phải là bàn của công tố viên đối diện với chủ tọa phiên tòa là vành móng ngựa dành cho s hai tay bị trói quạt sau lưng với dáng điệu tiều tụy hốc hác toàn thân anh mềm nhũn không đứng vững nhưng buộc phải gắng hết sức lực còn lại của mình trước một phiên tòa đang tỏ ra đằng đằng sát khí. Hai bên S là hai chiến sĩ vệ binh đeo hai khẩu súng ngắn với găng tay trắng toát, đứng nghiêm như đang sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Vòng ngoài, đồng chí nuôi và tôi đã bàn bạc và thống nhất những phương án quân sự chính trị cho phiên tòa này từ một ngày trước đó. Bên trái phía sau S là hai mẹ con một gái trẻ một mẹ già ngồi thản nhiên nhìn phiên tòa nhìn ép với khuôn mặt tỉnh bơ vô cảm hai chiến sĩ bộ đội campuchia với tư cách là người làm chứng cũng lạnh lùng tương tự một số ít cán bộ chiến sĩ bộ đội ta vài chục cán bộ đội viên đội công tác bạn chủ yếu là nữ cùng đứng xem một phiên dịch tiếng campuchia người của chúng ta chỉ làm nhiệm vụ phiên dịch, hỏi đến người bị hại và người làm chứng. Ngôn ngữ phiên tòa dùng là tiếng Việt. Sau vài câu khai mạc, giới thiệu ngắn gọn vừa đủ, chủ tọa phiên tòa hỏi. S có phải tên, ngày tháng năm sinh, ngày nhập ngũ, cấp bậc, chức vụ, đơn vị, quê quán không? Dạ phải. Cô X có phải là người bị S hại, đang ngồi ở đấy không? Dạ phải. Quay sang phía người bị hại, Chủ tọa phiên tòa hỏi Cô X có phải người đang đứng trước vành móng ngựa đây Là người đã hại cô không Ngúc đầu nói lý nhí Tòa hỏi lại Có đúng không Dạ đúng Chủ tọa mời công tố viên đọc bản cáo trạng Bản cáo trạng có thời lượng khoảng 10 phút Ngắn gọn, rõ ràng, chi tiết Chỉ dẫn đúng chỗ Đúng điều của hiến pháp Pháp luật nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những điều quy định về kỷ luật chiến trường của quân đội nhân dân Việt Nam. Từng ấy thời gian đứng nghe bản cáo trạng, Ed có hơn ba lần khụy xuống. Hai chiến sĩ vệ binh đứng hai bên phải sốc nách anh để anh ở tư thế đứng. Đến lượt tôi, một hội thẩm quân nhân, tôi hỏi những câu đã được chủ tọa phiên tòa hướng dẫn. Vẫn câu trả lời của Ed rằng, dạ, phải, có và đúng ạ. À. Anh nói một cách yếu ớt hụt hơi như cảm nhận được rằng mình không còn tia hy vọng nào của sự sống một câu hỏi của tôi một câu trả lời của người đồng đội mới cách đây một tháng còn chung nhau cái đói chung nhau gian khổ khó khăn chung nhau nụ cười bây giờ chao ôi đau lắm tim tôi như có những cái kim đâm nhói trong lồng ngực đau buốt cả vùng sau gáy và vùng chậm nhìn đứa con gái campuchia đen nhẹm và mẹ già của cô ta ngồi đó đối diện vẫn bình thản vô cảm như lúc đầu tôi càng đau xót ước rằng giá như mình biết tiếng campuchia thật nhiều hoặc cũng chỉ đủ nói với mẹ con họ rằng mẹ con tôi xin tòa giảm tội cho anh ấy vì đất nước tôi vì dân tộc tôi vì mẹ con tôi mà bộ đội việt nam đã hy sinh quá nhiều đổ máu quá nhiều mẹ con tôi cũng như những người mẹ người vợ người em gái của các anh bộ đội việt nam đã phải chịu đựng bao nhiêu đau thương xa cách mòn mỏi chờ mong bao nhiêu ước mơ hy vọng rồi thất vọng khi không thấy con mình chồng mình trở về chỉ một câu thôi xin tòa tha thứ cho cái tội cái án nặng nhất của anh ấy không nói được tiếng campuchia vào lúc này tôi như thấy mình đang mang đặng một nỗi đau nỗi thất vọng thật đáng trách cho cái thằng tôi ở thời điểm ấy chẳng làm được một chút gì để cứu vớt người đồng đội của mình. Sau những câu hỏi của hội đồng xét xử và câu trả lời của S, phiên tòa hình như dừng lại, chẳng cần thêm người làm chứng. Tuy vậy, tòa vẫn phải là một điều cho đúng thủ tục, mời người làm chứng xác nhận lại rằng có phải cô X đã tố cáo S và có phải cô ấy nói thật lòng mình rằng S đã cưỡng hiếp cô X. Vẫn câu dạ đúng, gãy gọn và lạnh lùng. Tòa hỏi Ed có muốn nói câu gì cuối cùng không? Dạ có Anh nói Cho tôi gửi lời xin lỗi tới cha mẹ tôi Vợ con tôi Rồi nước mắt anh trào ra Không nói được gì hơn Tôi đề nghị chủ tọa phiên tòa Đưa giấy bút cho anh Để viết lời cuối cùng của mình Chủ tọa phiên tòa đồng ý Đồng chí vệ binh cầm giấy bút đưa cho Ed Đứng trong vành móng ngựa Viết lời chăn chối cuối cùng Ed viết những dòng mực nguệch ngoạc, siêu vẹo. Nội dung cũng chỉ ghi lại vài câu nói trước đó. Viết xong, Ed trao cho đồng chí vệ binh, đứng cạnh chuyển đến chủ tọa phiên tòa. Chủ tọa phiên tòa xem qua, đặt tờ giấy Ed vừa viết lên tập hồ sơ cáo trạng giữa bản. Ông quay sang hỏi người bị hại. Cô ích có muốn nói câu gì không? Lắc đầu, cô ích nhìn tòa, nhìn Ed, rồi quay ra nhìn mọi người xung quanh tôi lóe lên chút hy vọng mong manh có lẽ cô ta xin ta tội nặng nhất cho Ed nhưng không hai mẹ con cúi gằm mặt xuống bàn mọi người đứng xem im lặng ngực tôi như nghẹt thở hội đồng xét xử thoáng đưa mắt nhìn nhau rồi chủ tọa phiên tòa mời thư ký đọc biên bản câu cuối cùng của biên bản kết thúc không ai có ý kiến gì chủ tọa phiên tòa mời hội đồng xét xử vào nghị án nghị án xong Hội đồng xét xử trở lại phiên tòa. S vẫn đứng đó trước vành móng ngựa với hai đồng chí vệ binh. Mọi người vẫn đứng xem xung quanh, im lặng chờ đợi. Đứng lên vị trí của mình, chủ tọa phiên tòa trịnh trọng tuyên bố: "Nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tòa án quân sự quân đoàn 4 tuyên án tử hình S. Lúc đó là 10 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1979." Tôi đã muốn kể lại câu chuyện này từ lâu lắm Nhưng không tìm được chỗ nào, nơi đâu để thổ lộ lòng mình Kể câu chuyện trên đây không phải để nói với mọi người rằng Tôi đã từng ngồi xét xử của tòa án Mà để nói rằng tôi đã từng chứng kiến một vụ án Vụ án không thể nào quên Đây là vụ án nặng nhất, lớn nhất mà sư đoàn 341 vi phạm trên đất Campuchia Để giữ uy tín cho một quân đội cách mạng để giữ vững lời thề, không làm điều gì hại đến danh dự và quốc thể nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì S phải gánh hậu quả do mình gây ra. Âu cũng là vì anh, cái chết của anh phải chăng là số phận. Sau khi xét xử vụ án vài ngày, khu vực chỉ huy sở cơ bản của sư đoàn trở nên trống vắng. Tiểu đoàn 28 bổ sung tân binh về các trung đoàn, cơ quan tỉnh ủy Ủy ban tỉnh phân công cán bộ xuống cơ sở đi thị xã Công Pông sở Pư nắm và chỉ đạo các hoạt động của nhân dân. Địch có thể đã phát hiện ra chỗ này, chúng ta đã sơ hở. Ngày 17 tháng 3, chúng tổ chức lực lượng khoảng một tiểu đoàn tấn công vào các sở chỉ huy cơ bản của sư đoàn tại nhà máy đường. Khu vực nhà máy đường có khá nhiều những ngôi nhà xây theo kiểu cơ quan nhà nước như ở Việt Nam. Vì quân số đi chiến đấu hầu hết nên một số nhà bị bỏ trống. Địa hình ở đây có một con sông rộng khoảng 60 mét chạy ôm lấy khu vực nhà máy đường từ hướng đông sang tây. Bờ sông phía chúng tôi đứng chân là một bờ đất được đắp cao có nơi cao đến 50-70 cm, rộng 1m 1 mét đến 1,5 mét. Chạy dọc bờ sông một cách tự nhiên. Hai bên con sông có khá nhiều cây cối, có cả cây thốt nốt, cây dừa. Từ 7 giờ sáng ngày 17, địch bắt đầu nổ súng tấn công, bắn vào khu vực dân cư ở bờ nam sông, cách chúng tôi khoảng 700 m. Đồng chí nuôi lệnh cho các bộ phận còn lại của D17 công binh, D18 thông tin, D24 quân y và chị em đội công tác ra phía bờ sông triển khai đội hình chiến đấu. Tôi gọi đồng chí Vinh, trung đội trưởng vệ binh, chỉ huy 7 đồng chí trong trung đội, kèm thêm một tiểu đội vệ binh bạn triển khai giữ khu vực bên này cầu qua sông ở đó có cái cầu bắc qua sông cho nhân dân đi lại làm ăn cầu chỉ đủ tải cho xe thô sơ châu bò và người qua lại gần một giờ sau khi nổ súng địch đã tiến sát bờ sông bên phía nam tôi và đồng chí nuôi trao đổi bố trí lực lượng chiến đấu bảo vệ khu vực sơ tán bảo vệ cơ quan lãnh đạo tỉnh và báo cáo với chỉ huy tiền phương của sư đoàn Căn cứ vào tình hình chỉ đạo của sư đoàn Tôi trực tiếp gặp tỉnh ủy, ủy ban Bố trí cho trung đội vệ binh bạn Tổ chức bảo vệ và đưa cơ quan lãnh đạo tỉnh Lùi về phía sau Khu vực gần tiểu đoàn 28 Khoảng 9 giờ 30 Sơ tán an toàn Cơ quan lãnh đạo tỉnh là lúc địch bắn vào khu vực chúng tôi rất mạnh Chúng dùng cả đại liên 12 ly 7 DKZ 75 và cối 60 ly Thấy lực lượng bộ đội địch có hỏa lực khá mạnh. Chúng tôi một mặt động viên tất cả các lực lượng của ta và bạn ra bờ sông chiến đấu, quyết không để địch vượt qua sông bên này. Mặt khác, điện báo cáo và xin chi viện của sư đoàn. Lực lượng lớn đang truy quét khu vực ngoài vòng căn cứ Am Leng, nhưng thấy khu vực này trở nên khó khăn. Sư đoàn điều tiểu đoàn 5 và hai xe thiết giáp đang ở cách chúng tôi 17 cây số, vòng xuống từ hướng nam phía sau lưng địch đánh lên. Dọc đường tiểu đoàn 5 vẫn gặp phải vài điểm nhỏ có địch quấy phá nên đến khoảng 19 giờ cùng ngày tiểu đoàn mới tiếp cận được khu vực tác chiến của chúng tôi. Suốt thời gian từ 10 giờ đến 19 giờ trong ngày, anh em ở đây phải bám trụ từng mô đất, gốc cây, kiên cường chiến đấu đánh trả địch. Địch bên kia sông dùng hỏa lực mạnh bắn vào các ngôi nhà gần đó và những điểm nơi chúng phát hiện có hỏa lực của ta. Trong khi chờ lực lượng chi viện đến Tôi đi các điểm chốt Yêu cầu anh em bắn tiết kiệm đạn Phải thấy rõ địch mới bắn Bắn từng phát một Hoặc từng loạt ngắn chính xác Quyết không để bất cứ một tên nào Chạy trên cầu hoặc vượt qua sông Các chiến sĩ vệ binh ta Và chị em đội công tác Tỏ ra rất kiên cường Dũng cảm chiến đấu Đồng chí Vinh trung đội trưởng vệ binh Sông sáo chạy qua chạy lại Giữa tôi với đồng chí nuôi rồi tới nơi tiểu đội vệ binh đang chiến đấu khi phát hiện được bộ binh địch lộ từ bờ sông bên kia vinh nhổm người lên chỉ mục tiêu cho chiến sĩ vệ binh bắn sau phát súng của chiến sĩ vệ binh một tên địch đổ sập xuống vinh vừa đứng dậy quan sát thì lập tức nơi anh đứng một quả dkz từ phía địch lao tới nổ xé không khí mô đất vinh vừa đứng hất tung lên cả người vinh toàn thân anh bị xé toác ra nhiều mảnh khói đen nhẹm phà lẫn máu, Vinh hy sinh tại chỗ cách tôi khoảng 15 mét. Tôi yêu cầu chiến sĩ vệ binh bắn một loạt AK kiềm chế địch. Một chiến sĩ vệ binh khác kéo xác Vinh xuống dưới mồ đất gần đó và đưa về phía sau. Lúc đó khoảng 11 giờ 30 ngày 17 tháng 3 năm 1979. Các chiến sĩ chiến đấu liên tục buổi trưa vẫn có cơm ăn do chị em đội công tác Campuchia nấu phía sau mang lên. Cuộc chiến đấu kéo dài tới chiều tối ngày hôm đó Địch không làm gì được Các đợt tấn công bằng hỏa lực bộ binh cũng thưa dần Bên ta anh em bắn rất dè sẹn Tiết kiệm từng viên đạn Khoảng hơn 19 giờ Tiểu đoàn 5 và hai xe thiết giáp Tràn xuống từ phía sau lưng địch Chống cự yếu ớt và tan rã dần trong đêm 3 giờ sáng ngày 18 tháng 3 Tiểu đoàn 5 hành quân về đội hình trung đoàn Ngày hôm sau chúng tôi ổn định lại lực lượng đưa cơ quan lãnh đạo tỉnh trở lại vị trí nhà máy đường, duy trì lại hoạt động bình thường của các lực lượng ở cứ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiến công truy quét và giải tỏa vòng ngoài căn cứ âm len của bọn Pol bon Pot, các đơn vị trở về vị trí của mình, chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo. Anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng. Đồng chí Văn, trợ lý câu lạc bộ sư đoàn, ôm tôi âu yếm. Anh em sư đoàn bộ đồn rằng anh đã hy sinh ngày 17 tháng 3 cùng với đồng chí Vinh rồi. Đồng chí S về đưa anh đi theo rồi. Câu nói ấy lại một lần nữa làm tôi dài dứt khó ngủ. Vào những ngày này, gần trăm cán bộ các cấp của sư đoàn được điều động về nước bổ sung cho các đơn vị trên biên giới phía Bắc. Đồng chí Vũ Cao, tư lệnh sư đoàn, được điều về làm phó tư lệnh tham mưu trưởng quân đoàn 4. Đồng chí Hồ Đình Quý, trưởng phòng quân huấn quân đoàn 4, về làm tư lệnh sư đoàn 341 ngày 25 tháng 3 năm 1979, sư đoàn 341 được lệnh chuyển hướng chiến đấu theo trục đường quốc lộ số 5 lên Bát Tam Bang, Pô Sát tiến vào giải phóng vùng thị trấn Lách, căn cứ cuối cùng của chúng ở phía tây nam tỉnh Pô Sát. Chính quyền và nhân dân Campuchia nói chung, tỉnh Công Pông Sập Pư nói riêng, hẳn không bao giờ quên hình ảnh cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 341 từ sau ngày giải phóng gần 3 tháng cùng nhau chiến đấu, xây dựng, vượt qua bao nhiêu gian khổ, hy sinh, kẻ thù đã phải lùi xa. Cái đói và bệnh tật trong nhân dân đã từng bước được khắc phục. Chính quyền từ cấp tỉnh đến cơ sở, phum, sóc đã và đang đi vào hoạt động có nền nếp và hiệu quả. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ sư đoàn 341 đã hy sinh cho cuộc sống của nhân dân tỉnh Công Bông Sở Pư hồi sinh. Tạm biệt tỉnh Công Bông Sở Pư cán bộ chiến sĩ sư đoàn 341 tiếp tục cuộc hành quân chiến đấu của mình đến những nơi xa xôi hơn, nơi hàng chục vạn nhân dân Campuchia đang bị địch lùa vào một vùng rừng núi rộng lớn ở phía tây tỉnh Pua Sát, giáp biên giới Thái Lan. Cuộc chiến đấu đầy hy sinh gian khổ vẫn đang chờ đón cán bộ chiến sĩ sư đoàn 341 ở phía trước. Ngày 25 tháng 3 năm 1979, từ mặt trận đường số 4 sư đoàn bắt đầu lật cánh về phía tây nam Campuchia. Sư đoàn 341 vừa là lực lượng cơ động của quân đoàn 4, vừa là lực lượng cơ động của bộ có nhiệm vụ tiến về hướng tây nam Campuchia, kết hợp với các lực lượng của quân đoàn 4, quân đoàn 3, đánh chiếm căn cứ cuối cùng của Pot ở Lake, tây nam Bát Tam Bang, Sát, giải phóng vùng rừng núi rộng lớn phía tây nam Campuchia. Vào thời điểm này, sư đoàn 341 được giao nhiệm vụ đánh chiếm và tham gia giải phóng khu vực rộng lớn này. Qua tổng hợp một số tình hình địch mà quân đoàn và các đơn vị cùng tham gia cung cấp thì bọn Pol Pot còn lực lượng tại đây khá đông. Sư đoàn 104 hoạt động từ Romia đến Muông Say khống chế tuyến đường sắt từ Công Pông Chư Năng đến Bát Tam Bong. Ba sư đoàn khác là 232, 260, 460. Mỗi sư đoàn còn khoảng 1.000 quân khống chế đường số 5 từ U Đông, rừng xanh, Pua Sát. Căn cứ của chúng nằm sâu trong thùng lũng Aray của dãy Caravan. Sư đoàn 210 và một trung đoàn của sư đoàn 502 bảo vệ căn cứ Lech. Xung quanh căn cứ Lech còn có tiểu đoàn 264, tiểu đoàn 135, quân địa phương được hỗ trợ của 4 khẩu pháo 105 ly, 4 khẩu 37 ly, 6 xe tăng PT-85, 8 xe thiết giáp. Từ thị xã sát vào Lech theo đường 56, còn có sư 502 thiếu một trung đoàn, được trang bị hai khẩu 105 ly, 2 pháo 85 ly, 2 pháo 37 ly, hai cối 120 ly, 5 xe tăng và thiết giáp. Phía ta có sư đoàn 330 và vài tiểu đoàn bộ đội bạn, chủ yếu đứng chân ở quanh khu vực thị trấn Krakow và thị xã sát Sau này Sau này lên đây đi nhận bản giao giữa sư đoàn 341 với sư đoàn 330. Tôi được biết có như vậy. Sư đoàn 330 thời gian chốt trụ tại đây đã phải đối phó rất căng thẳng với lực lượng này từ tháng 2 năm 1979. Về nhận nhiệm vụ tại sư đoàn 341 thay đồng chí Vũ Cao, Đại tá Hồ Đình Quý bắt tay ngay vào việc triển khai nhiệm vụ chiến đấu của sư đoàn và mục tiêu chủ yếu này để đưa các bộ phận lực lượng lên Pua Sát sư đoàn triển khai thành hai bước. Bước 1, trung đoàn 270 do Lê Hải Anh chỉ huy được tăng cường thêm tiểu đoàn 14 pháo 105 ly, một đại đội xe tăng thiết giáp có nhiệm vụ đi đầu giải tỏa đường số 5 từ Công Pông Chư Năng đến Krakow. Bước 2, trung đoàn 266 hành quân hướng bắc đường số 5, các cơ quan sư đoàn và các tiểu đoàn trực thuộc hành quân trên trục đường 5. Trung đoàn 273 hành quân bằng đường thủy xuống tàu hải quân từ Phở Nhôm Penh ngược dòng Tông Lê Sáp, đổ bộ lên cảng Công Pông chương Năng rồi tiến về Krakow. Trước đó, một bộ phận chỉ huy nhẹ của sư đoàn do tư lệnh trưởng Hồ Đình Quý chỉ huy đáp máy bay trực thăng từ Pochentong lên thị trấn Krakow trong ngày 18 tháng 3. Tôi được phòng chính trị phân công đi cùng trung đoàn 270, một cuộc hành quân chiến đấu kết hợp với di chuyển lực lượng của một sư đoàn bộ binh trên suốt chiều dài 200 cây số dọc tuyến quốc lộ 5. Gần trăm chiếc xe vận tải quân sự với các trang thiết bị binh khí, kỹ thuật rầm rộ như vậy. Những tưởng kẻ địch chỉ nhìn thấy đã mất vía bỏ chạy thật ra. Thế nhưng, chúng đã tích cực bu bám và gây cho chúng ta không ít những khó khăn. Trung đoàn 270, trung đoàn trưởng Lê Hải Anh có cách tác chiến sử dụng pháo cối và hỏa lực mạnh như cách đánh của tư lệnh Vũ Cao trước đó. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 14, pháo 105 ly, Nguyễn Hữu Đa, được giao mang theo hai cỡ số đạn, cối 80, 81 ly, cối 120 ly, pháo 105 ly, luôn là hỏa lực dọn đường để trung đoàn 270 hành tiến. Mũi nhọn của trung đoàn 270 là tiểu đoàn 5, mũi nhọn của tiểu đoàn 5 là đại đội 7 với bốn xe tăng thiết giáp làm mũi đột kích. Bọn Pol Pot đánh hơi thấy ta di chuyển lực lượng mạnh. Chúng tăng cường phản kích, bám sát ta một cách giáo diết Chúng sử dụng bản năng vốn có, trèo lên những cây tốt nốt cao 15-20 m phát hiện và chỉ điểm cho bộ binh bù bám, cài mìn phục kích ngăn chặn. Tại khu vực rừng xanh, tây nam cung bông chư năng khoảng 20 số Có địa hình bằng phẳng, hai bên rừng rậm sen kẽ sinh lầy hồ nước chạy suốt đến chân chạy suốt đến chân núi Uran ở phía nam và ra đến bờ sông Tông và ra đến bờ sông Tông Lê Sáp phía bắc chạy qua đường năm tại đây có ngầm ăn cam khu vực này bọn địch làm chỗ cản phá ta rất nhiều khi đại đội 7 bộ binh và hai thiết giáp đi qua bọn pot chưa nổ súng sau đó lực lượng còn lại hai xe chở bộ binh vượt lên Xe đang vượt ngầm thì bị chúng dùng hỏa lực Xe bốc cháy Đạn B40, B41 Súng 12 ly 7 Từ phía địch bắn tới tấp Bộ đội ta nhảy xuống xe Tản sang hai bên đường Khẩn trương giải quyết hậu quả Tiểu đoàn 5 điều hai xe thiết giáp vượt lên Một chiếc vừa qua khỏi ngầm Bị trúng đạn B41 bốc cháy Chiếc thứ hai nằm tại chỗ không lên được Bộ binh địch xuất hiện hai bên Nổ súng tấn công rất mạnh Trung đoàn trưởng Lê Hải Anh dùng pháo 105, cối 80-81 bắn kiểm chế. Đồng thời sử dụng tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 6 vòng ra từ hai phía đánh vào. Không chống đỡ nổi, bọn Pol Pot rút dần lực lượng ra khỏi khu vực ngầm An Cam. Chúng tiếp tục gài miền chống tăng, miền định hướng chống bộ binh suốt dọc đường số 5 hàng chục cây số, làm giảm tốc độ tấn công của Trung đoàn 270. Lúc này tại thị trấn Kraco và thị xã Buasat, sư đoàn 330 cũng đang gặp khó khăn. Địch liên tục tổ chức các đợt tấn công vào những chốt ở phía trước các đại đội, tiểu đoàn có lúc đánh vào cả thị trấn, thị xã, gây cho chính quyền và nhân dân Campuchia ở đây rất hoang mang. Trung đoàn 270 vì thế phải tìm cách nâng tốc độ tấn công, phải nhanh chóng vào được thị trấn Kraco để uy hiếp và kéo giảm lực lượng của địch. Trung đoàn đã sử dụng mọi hỏa lực sẵn có đi cùng, liên tục tấn công vừa đánh vừa tiến. Đến 18 giờ ngày 26 tháng 3, gần 100 xe chở quân và phương tiện chiến đấu đã vào được Krako và triển khai lực lượng chiến đấu quanh khu vực. Sau đội hình trung đoàn 270 là một bộ phận tiền phương của sư đoàn gồm các cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần, Tối hôm đó đã được đến vị trí tập kết Một lực lượng khá lớn của Sư đoàn 341 và Sư đoàn 330 Với hàng chục ngàn dân ở quanh khu vực Craco Vào thời điểm này đang là mùa khô, thật là một nan giải Các ao hồ gần như cạn kiệt, nước biển hồ đục ngầu Chỉ cần nhúng tay chân xuống nước biển hồ Rồi lên bờ đứng chờ khô là các sợi lông tay, lông chân dính bùn Như những sợi chỉ bám đầy người toàn thân trông như da rẻ. Hàng ngày, nước uống, nước đánh răng không có. Chúng tôi phải dùng sẻng bộ binh ra các ao hồ cạn gần đó, đào xuống khoảng nửa mét, múc từng bát nước cho vào túi ni lông để lắng cạn mới dùng được. Một thứ nước phèn váng, sánh, ngậm vào miệng vừa chát vừa nhám. Giáp như có tờ giấy vệ sinh mỏng dính vào mồm, vào lưỡi. Đã thế trời còn nắng, xe cộ và phương tiện chiến tranh cũng nhiều dân campuchia ở các nơi dồn về đông đúc đen đúa bệnh tật bẩn thỉu lính ta mồ hôi đầy người quần áo dính bụi dày như mo cau không thể không tắm giặt nhưng lấy đâu ra nước mà tắm chúng tôi đành phải liều tắm chung với dân mỗi chiều đến chen nhau vài ba chục người dân campuchia trong đó có cả những người dân đang bị bệnh nhiệt thán quanh một hồ nước có diện tích mặt nước khoảng 20 mét vuông. Hồ nước chỉ sâu đến đầu gối. Nước hồ một màu xanh rêu ở phía trên, phía dưới đục ngầu, đầy rác rưởi. Cứ thế mũ, nón, gáo, xô của dân ào xuống, múc lên đứng ngay ở mép hồ dội tắm. Nước tắm xong chảy xuống hồ, lại tiếp tục múc lên dội vào người. Nước bẩn chảy qua mặt, qua da hàng trăm người lính và cả dân Campuchia. Ôi chào, Đến bây giờ nhớ lại cái khổ thiếu nước ở Caraco tháng 3 năm 1979 mà vẫn thấy giận gáy. Đến vị trí tập kết, trung đoàn 270 nhanh chóng triển khai đội hình, đứng chân tạo thế phát hiện ngăn chặn địch từ xa, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm trên trục đường số 5, cho lực lượng còn lại của sư đoàn hành quân vào vị trí tập kết đúng ý định tác chiến. Ngày 5 tháng 4, lực lượng còn lại của sư đoàn bắt đầu hành quân di chuyển đội hình. Ngày 9 tháng 4, toàn bộ các lực lượng của sư đoàn đã triển khai xong đội hình đứng chân tạm thời quanh khu vực Krakow. Để tạo thế, trung đoàn 270 truy quét rộng ra phía tây dãy Uran, tiêu diệt hơn 100 tên địch tại khu vực Garomia, phá hủy hai khẩu pháo 105, diệt 67 tên tại điểm cao 228. Những ngày sau đó, tôi được phân công đi cùng các đồng chí cơ quan tham mưu, hậu cần sang các cơ quan sư đoàn 330, nhận bàn giao tình hình địch, địa hình và tình hình xây dựng chính quyền ở khu vực Craco và tỉnh Bùa Sát. Trước khi lên thị xã Bùa Sát đứng chân, thay vị trí một trung đoàn 1 của sư đoàn 330, trung đoàn 266 có nhiệm vụ phong tỏa lực lượng quanh Craco để trung đoàn 270 tiến lên phía tây nam thị xã Pua Sát, mở rộng hành lang hoạt động cho sư đoàn, chuẩn bị tấn công vào căn cứ Lech. Tại Krako, đồng chí Lê Tiến Hạt, trung đoàn trưởng 266, giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Anh Đậu, tham mưu phó trung đoàn. Đồng chí Lê Tiến Hạt trao đổi với đồng chí Đậu như anh em trong nhà. Tôi đã giao cho anh Bút, tham mưu trưởng đưa theo tiểu đoàn 8, vừa truy quét vừa mở rộng địa bàn đứng chân cho trung đoàn. Sáng nay bắt đầu triển khai. Còn anh nghiên cứu khu vực đứng chân của trung đoàn trên cơ sở đơn vị bạn đã bố trí. Trung đoàn phải điều chỉnh thêm một bước cho hợp lý hơn. Tham mưu phó Nguyễn Anh Đậu ra đi kèm theo một trợ lý tham mưu, một tiểu đội trinh sát. Một giờ sau, chiến sĩ trinh sát chạy về báo cáo với trung đoàn. Đoàn trinh sát địa hình bị địch bắn tỉa, tham mưu phó bị trúng đạn ở ngực, máu ra nhiều. Đồng chí Đậu được đưa về trạm xá sư đoàn 330 ở Krako. Một viên đạn súng trường xuyên ở ngực trái, dưới tim anh khoảng vài cm. Tôi chạy vào trạm xá sư đoàn 330, nhìn đồng chí Đậu nằm trên cáng. Hai đồng chí quân y sư đoàn đang đứng cạnh cấp cứu cho anh. Tôi hỏi, thế nào các anh? Hai đồng chí quân y lắc đầu thất vọng. Tôi lật mí mắt anh, hai mắt đồng tử giãn to, bạc trắng, môi và da tái nhợt hơi thở rất yếu ớt. Tôi vẫn còn nhớ, ngày 22 tháng 12 năm 1977, tại đầu cầu Sơ Vây Riêng, khi một quả DKZ của bọn Pol Pot bắn trước cửa hầm, phạt đứt cây thốt nốt, đổ sập trên nóc hầm chỉ huy tiểu đoàn 9. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Anh Đậu còn đùa với chúng tôi. Thấy cán bộ cơ quan trung đoàn xuống, địch dùng DKZ bắn tỉa các anh đấy. Hôm nay nó không dùng DKZ mà dùng súng bắn tỉa nòng dài có kính ngắm bắn rất chính xác vào ngực anh lại một lần nữa tôi chứng kiến một nỗi đau nỗi đau mất đồng đội sư đoàn ba bốn một lại mất đi một sĩ quan chỉ huy có năng lực chúng tôi mất đi một người bạn chiến đấu xuất sắc và rất tận tâm của mình nhìn những dòng người campuchia tơi tả đói rách bệnh tật đang gồng gánh díu dắt nhau trở về quê hương bộ đội ta thì khập khiễng siêu vẹo trên đôi chân, buộc băng vải trắng, quần áo tả tơi dính máu, người thì nằm trên cáng máu me đầm đìa, thỉnh thoảng vặn mình kêu khát nước. Những đồng chí không bị thương thì mặt mày lem luốc, súng trên vai, lưng đeo đầy đạn, di chuyển theo đội hình hành quân một cách nặng nề, khó nhọc. Tôi liên tưởng giống mình như đang xem một bộ phim nào đó của Liên Xô trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941 1945. Vào thời điểm này, trên biên giới phía Bắc, cuộc chiến đấu của quân và dân ta chống lại hơn 60 vạn quân xâm lược của Trung Quốc đã và đang bước sang ngày thứ 50. Sau khi đã tiến sâu hơn 30 cây số vào nội địa, tàn phá, bắn giết đồng bào ta, chúng đã bị nhân dân thế giới lên án và phỉ nhổ. Tư tưởng bành trướng và hành động bá quyền nước lớn của Trung Quốc đang được phơi bày một cách lố bịch trước dư luận tiến bộ, bằng hành động xâm lược Việt Nam, chúng đã tự vả vào mồm mình, cái mồm leo lẻo ngày đêm vu cáo Việt Nam xâm lược Campuchia. Đảng Cộng sản và nhân dân Liên Xô cảnh báo với Trung Quốc rằng: "Hãy dừng lại trước khi quá muộn." Quân và nhân dân các tỉnh phía Bắc đã và đang giáng cho chúng những đòn đích đáng. Để kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ các đơn vị đang chiến đấu phía trước bộ tư lệnh quân đoàn quyết định điều một số cán bộ chính trị các sư đoàn, các đơn vị trực thuộc về nhôm Penh nghe phổ biến tình hình chiến sự của quân và dân ta trên biên giới phía bắc. Ngày 10 tháng 4, tôi với đồng chí Miên, chủ nhiệm chính trị các chính ủy trung đoàn và một số đồng chí khác từ Craco lên máy bay trực thăng về nhôm Penh nghe thời sự tại quân đoàn do phái viên của bộ vào nói chuyện. Lần đầu tiên được đi máy bay, chúng tôi ai nấy đều hăm hở. Bước lên máy bay loại UH, tôi không nhớ rõ loại UH mấy, ta thu được của Mỹ. Trông như cái tàu hám mồm, nghe nói loại máy bay này có thể chở được 4 chiếc thiết giáp hoặc một xe tăng T-54 và hai chiếc thiết giáp. Máy bay vừa mới đổ hàng xuống cho sư 330 và 341 tại Craco Chuyến trở về phần nhôm penh thì chở chúng tôi luôn. Vào trong máy bay, nhìn rõ nó rộng mênh mông như cái phả và cũng bẩn như cái phả. Chúng tôi có gần chục người đi trong chiếc máy bay ấy, không có ghế, không có vật gì để ngồi. Ai có cái gì ngồi cái đó. Hầu hết chúng tôi ngồi bệt ở giữa khoang máy bay. Kíp lái ba đồng chí ngồi khoang riêng. Các đồng chí lái có mũ, cái đeo úp kín vào hai tài. Còn chúng tôi chẳng có gì để phòng hộ Ban đầu được đi máy bay Mọi người đều tỏ ra hớn hở Nhưng khi máy bay cất cánh Bay được khoảng một phần năm quãng đường Trông người nào cũng mặt phờ phạc Ngãy ngãng như gà rù Tiếng nổ của máy bay đinh tài nhức óc Chúng tôi dùng hai bàn tay ôm lấy tai Mà vẫn ủ Dùng ngón tay dí vào lỗ tai Một lúc sau đau không chịu được Máy bay bay cao Thỉnh thoảng lại sóc người hụt hẫng như bị mất trọng lượng. Từ Krakow về đến sân bay Puchentong, chúng tôi bị một trận đòn tra tấn. Xuống sân bay, bước ra khỏi máy bay, không ai đứng vững. Bước đi siêu vẹo, đầu gối như muốn khụy xuống, không bước được nữa. Các đồng chí phi công nhìn chúng tôi níu vai nhau thất thểu giữa sân bay, vừa buồn cười vừa có vẻ ái ngại. Thường thay cho các thủ trưởng giỏi đánh nhau nhưng không biết cách khắc phục và không chịu nổi tiếng ồn của máy bay. Nhìn mà thảm thương quá. Ra khỏi sân bay Puchentong, chúng tôi được xe của quân đoàn đón về nhà khách. Ngồi vào ô tô chạy về nhà khách quân đoàn, chẳng ai nói với ai câu gì. Ai nấy người mềm nhũn, mặt mày phờ phạc, ngu ngơ, ngẫy ngãng như những người điếc. Bảy ngày sau đó, bù lại chúng tôi được đi du lịch, nghỉ mát. Ngày 11 tháng 4 Nghe thời sự và chiến thắng của quân và dân ta Trên biên giới phía Bắc Nghe thế giới ủng hộ nhân dân Việt Nam Chống Trung Quốc xâm lược Ngày 12 Đi quanh thành phố Phở Nhôn Pinh Xem nhân dân Campuchia tổ chức Vui Tết Chô Sam Thơ Mây Vào tham quan Hoàng Cung Xem Chùa Bạc Vòng qua đồi Pà Pinh Ngắm cảnh dòng sông bốn mặt Nơi tiếp giáp giữa sông Tông Lê Sáp Và dòng sông Mê Công Thờ Mộng Tôi chợt nhớ lại ngày 9 tháng 1 năm 1979, đứng trên tàu hải quân. Giữa dòng sông bốn mặt này, nhìn về phía thủ đô của Nhôm Penh, không một bóng người dân, thủ đô như đã chết. Hôm nay, thủ đô rực rỡ cờ hoa, hàng quán đã có, bộ đội và nhân dân từng đoàn tấp nập. Sức sống của thủ đô hồi sinh nhanh quá Ngày 13 Nghe giảng viên Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Sang nói chuyện văn học Tối xem văn công Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Campuchia tại nhà hát thành phố ngày 14 đến ngày 16 tháng 4 đi cùng đồng chí Nguyễn Hữu Tiến, trung tá, trưởng phòng cán bộ quân đoàn 4 mới về nhận nhiệm vụ phó chính ủy sư đoàn 341. Đến các cơ quan tổ chức cán bộ tuyên huấn, dân địch vận tiếp thu và hướng dẫn công việc để về triển khai tại sư đoàn. Ngày 17 đi bộ tư lệnh binh đoàn 1 mới thành lập, sau này gọi là mặt trận 479. Ở Phnom Penh gặp và trao đổi công tác với một số đồng chí bộ phận chuyên gia Việt Nam mới sang. Ngày 18, cùng với đồng chí Phó Chính ủy Nguyễn Hữu Tiến và bốn chính ủy trung đoàn của sư 341 lại đi máy bay trực thăng trở về sư đoàn 341 tại Krakow. Lần này thì quân đoàn cho một máy bay trực thăng ưu tiên chờ cán bộ trung đoàn và sư đoàn. Tôi được đi ghé. Tốp lái máy bay có hai phi công, máy bay nhỏ hơn, tiếng động cơ không lớn, lên xuống nhẹ nhàng, dễ chịu. Khi lên máy bay, sợ như lần trước. Đồng chí Đỗ Hữu Toán, chính ủy trung đoàn 270, nói hài hước với hai đồng chí tổ lái. Coi chừng các anh tra tấn chúng tôi như lần trước nữa, thì đến nơi là bốn trung đoàn mất sức chiến đấu luôn đấy. Các thủ trưởng đừng lo Tiếng ồn máy bay này không như máy bay lần trước đâu Và lại chúng em mỗi người một cặp tai nghe Thủ hết tiếng ồn vào đây rồi Hai đồng chí phi công nói đùa theo Tôi thì chỉ lo giải làm sao cho hết 30kg chuyển đơn Trong bao sắc rắn mà phòng dân địch vận giao cho Tôi hỏi đồng chí Tiến Phải giải hết 30kg chuyển đơn trên 200km đường dài Từ máy bay thì chia thế nào đây thủ trưởng ơi Đồng chí Tiến bảo tôi Chỗ nào nhìn xuống thấy rừng Thì cậu cứ giải xuống đó thật nhiều vào Máy bay cất cánh từ Puchentong Ngược lên phía tây Qua U Đông Tới khu vực rừng xanh Ngầm An Cam Nơi trung đoàn 270 Bị cháy một xe chở quân Một xe thiết giáp hôm ngày 26 tháng 3 Tôi bắt đầu giải truyền đơn Máy bay đang bay ở độ cao khoảng 2000 mét qua khu vực này lại có tiếng súng bộ binh bắn đi đẹp phía dưới. Máy bay nhanh chóng nâng độ cao lên 3.000 rồi 4.000. Tôi liên tục giải chuyển đơn thật nhiều. Đồng chí Lập, chính ủy Trung đoàn 3 nói đùa với tôi. Anh Thắng biết nội dung gì trong chuyển đơn mà giải nhiều thế? Chuyển đơn viết bằng chữ Campuchia. Thì tôi cũng nghe phòng dân định vật nói là chuyển đơn kêu gọi lính Pol Pot trở về với nhân dân kêu gọi nhân dân Campuchia trở về quê hương làm ăn. Chế độ Pol Pot Yung Sari đã bị quân đội cách mạng Campuchia đánh bại. Chẳng biết có kêu gọi lính Việt Nam không? Chắc cũng chẳng đến nỗi thế đâu. Ta cứ quẳng xuống cho nhẹ máy bay. Tôi giả truyền đơn đến phía tây Bát Tham Bang thì vừa hết. Truyền đơn cứ lùa ra phía đuôi máy bay rồi bay loạn xạ như những bầy bướm trắng. Chẳng hiểu gió gì bay về hướng nào có truyền đơn nào bay ra biển hồ hay không. Tới Krakow, từ trên máy bay, chúng tôi đã thấy ba đống lửa, khói trắng bay lợn vợn dưới thân máy bay. Máy bay hạ độ cao, thấy hơn chục chiến sĩ vệ binh sư đoàn đứng phía dưới với tư thế sẵn sàng chiến đấu. Mấy đồng chí đi trên máy bay đưa tay vẫy vẫy, như nhận được tín hiệu từ máy bay ta. Các chiến sĩ vệ binh mới khoác súng qua vai, đưa tay vẫy lại. Máy bay từ từ hạ xuống giữa một đám ruộng khô Bụi quấn mịt mù Chúng tôi bước xuống máy bay Khi cánh quạt còn bay nhẹ nhẹ Tôi có cảm giác vui sướng Tự hào như mình đang cùng một nguyên thủ quốc gia Xuống máy bay Puchentong thăm Campuchia vậy Ra khỏi máy bay đi được một đoạn Thì máy bay cuốn bụi mù trời Cất cánh bay về hướng đông Chúng tôi trở lại sư đoàn Tiếng súng bộ binh cứ nổ lụp bụp ở phía trước Thỉnh toảng có tiếng pháo Cối inh hoàng từ xa vọng tới Chiến sự lại tiếp tục Quấn chúng tôi vào cuộc Buộc phải từng bước Rút lực lượng quân sự Và phương tiện chiến tranh ra khỏi nước ta Trung Quốc càng hà hơi Tiếp sức cho bọn tay sai Của chúng ở Campuchia Chống phá ta một cách quyết liệt hơn Từ trung tâm chỉ huy căn cứ lệch Chúng tung hết lực lượng bộ binh ra phía trước Bao vây thị xã Pua Sát theo hướng quốc lộ 5 và đường sắt từ Bát Tam Bang lên Pua Sát. Chúng liên tục dùng các loại D-74, pháo 85 ly, 105 ly, cối 120 ly, từ hướng này bắn vào Krakow và thị xã Pua Sát để uy hiếp ta. Thời điểm từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 20 tháng 4, tại khu vực này, lực lượng quân sự của ta đang tồn tại hai sư đoàn 330 và 341 Trung đoàn 250 tăng cường cho sư đoàn 341 có hai tiểu đoàn đang đứng chân ở đông nam thị xã Pô sát trên tuyến đường sắt. Một tiểu đoàn đứng chân ở phía tây thị xã, phía sau trung đoàn 270. Chưa kể các tiểu đoàn bạn và các đại đội địa phương tỉnh đang đóng quanh thị xã Pô sát. Tình hình lúc này sư 341 mới đến, sư 330 chuẩn bị đi nhận nhiệm vụ khác. Do vậy có thể sẽ tạo ra những sơ hở nhất định. Cho kẻ địch hành động táo bạo hơn Ngày 22 tháng 4 Trung đoàn 266 vào vị trí Thay Trung đoàn 1 Sư 330 Trực tiếp bảo vệ thị xã Pô Sát Trung đoàn 270 thay chân Trung đoàn 3 Sư 330 Chiếm lĩnh khu vực phía tây nam thị xã Pô Sát Tạo bàn đạp cho nhiệm vụ đánh chiếm căn cứ lệch sắp tới Trung đoàn 273 và các tiểu đoàn trực thuộc Từ ngoài Craco đang hộ tống đoàn xe chở gạo, đạn lên thị xã. địch một mặt ngăn chặn đoàn xe từ Krakow lên, mặt khác tập trung lực lượng ba sư đoàn bộ binh có xe tăng, thiết giáp đánh chiếm thị xã Płoszcz. Ngày 26 tháng 4, trung đoàn 270 có nhiệm vụ đánh chiếm bản đạp, tạo thế đứng chân trên diện rộng 12 đến 15 km hướng tây nam thị xã Płoszcz. Ngày N, tấn công của trung đoàn 270 ngẫu nhiên trùng với ngày N của bọn Pol Pot. Mũi đánh chiếm thị xã từ hướng Tây Nam. Do vậy, 2 giờ ngày 27 tháng 4, hai mũi luồn sâu của ta và địch gặp nhau. Tư lệnh sư đoàn Hồ Đình Quý lệnh cho trung đoàn 270 nhanh chóng chuyển sang thế chủ động đánh phản kích. Trung đoàn trưởng Lê Hải Anh sử dụng một đại đội của tiểu đoàn 5 chiến đấu cầm chân địch Tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 6 vòng rộng thêm hai cây số nữa, đánh từ phía sau đội hình bọn Pol Pot. Khoảng 5 giờ 30 sáng ngày 27, tiểu đoàn 5 công kích hơn 400 tên địch nằm trong vòng vây của tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 6. Đến khoảng 10 giờ, lực lượng địch hầu như bị xóa sổ. Đây là E18 F104 của bọn Pol Pot. Trung đoàn 270 hoàn thành được nhiệm vụ chiếm bàn đạp tạo tư thế nhưng hướng trung đoàn 266 thì hết sức căng thẳng. Địch tập trung lực lượng lớn của hai sư đoàn thành thế bao vây thị xã Pô sát từ ba hướng. Hướng nam là hướng chính, đông nam và hướng tây. Từ chiều ngày 27 tháng 4 đến cả ngày 28 tháng 4, chúng liên tục bu bám thị xã, các loại pháo tầm xa, pháo trên xe tăng, cối 80, 81. Chúng bắn hết đợt này qua đợt khác vào thị xã ở chốt tiểu đoàn 9, có đại đội chỉ còn 9 tay súng, lực lượng ta bị tiêu hao, cơ số đạn chiến đấu cạn dần. Đến 10 giờ ngày 28, chốt đại đội 9, đại đội 11 tiểu đoàn 9 bị địch chiếm một số điểm. Hướng tiểu đoàn 8 đang phải chiến đấu với cả xe tăng PT-85 của địch, công phá liên tục vào đội hình. Tiểu đoàn 7 bị một trung đoàn của địch chia cắt, quấy phá. Tại thị xã Địch tràn vào một số phum giết dân, đốt phá nhà cửa, bắt châu bò của dân và lùa một số nam nữ thanh niên đi theo chúng. Đại đội 18 thông tin gần trung đoàn bộ 266 phải đưa hết lực lượng truyền đạt, quay viện, lính thông tin hữu tuyến ra chốt, chiến đấu ngăn chặn địch. Trung đoàn phải điều hết lính vệ binh, lính hậu cần ra tăng cường lực lượng cho các chốt của đại đội 18 thông tin. Trong lúc đoàn xe chở gạo đạn do trung đoàn 273 hộ tống đang bị địch cầm chân ở trà cáp cách thị xã khoảng 20 cây số. Trung đoàn 270 phải san sẻ cho trung đoàn 266 hơn 5.000 viên đạn K56 trong lúc bản thân trung đoàn 270 cũng chỉ còn không đủ nửa cơ số đạn chiến đấu của mình. Lúc này thì giờ g đánh chiếm căn cứ lách là vào dạng sáng ngày 29 tháng 4 thời gian đã rất khẩn trương. Phó tư lệnh quân đoàn 4 Võ Văn Dần Giao nhiệm vụ cho sư đoàn Qua máy bộ đàm đã ý là Sư đoàn 341 Được tăng cường thêm trung đoàn 250 Đánh từ hướng tây bắc vào lách Hướng đông nam đánh lên Có trung đoàn 2 của sư 9 Sư đoàn 341 tập trung toàn bộ lực lượng Giải quyết bọn địch bu bám Ở phía trước Nhanh chóng sóc lại lực lượng Tổ chức tấn công bằng bộ binh Có xe tăng tiết giáp hỗ trợ tiến theo trục đường 56 vào Lách trong ngày 29 tháng 4. Tình thế buộc sư đoàn khẩn trương xử lý tình huống phức tạp này. Đảng ủy Bộ Tư lệnh sau phút hội ý chớp nhoáng đã xác định đánh chiếm Lách là nhiệm vụ chủ yếu của sư đoàn, nhanh chóng tiêu diệt bọn địch bu bám ở phía trước. Các đơn vị sử dụng mọi lực lượng có sẵn giải quyết nhanh tình huống này trong ngày. Lập tức cán bộ cơ quan sư đoàn, trung đoàn lao xuống các đơn vị các đơn vị trực thuộc sư đoàn, trung đoàn và các chiến sĩ phục vụ cơ quan đều được đưa lên phía trước chiến đấu. Phó tư lệnh sư đoàn Lê Văn Cúc sử dụng một đại đội bộ binh có hai xe tăng, bốn thiết giáp tiến về hướng trung đoàn 273 giải phóng địch ở khu vực Trà Cáp. Đến 12 giờ trong ngày thì trung đoàn 273 và đoàn xe chở gạo, đạn tiến vào được thị xã. Các đơn vị phía trước được tiếp thêm đạn và lực lượng. Chốt đại đội 18 thông tin do đại đội phó Trần Mạnh Tăng chỉ huy Khi xuất kích đánh địch bật ra khỏi chốt dâu tôm ở phía trước thì đồng chí Tăng hy sinh Trung đội phó Trần Xuân Đoài cắn chặt môi một mình một đại liên Nhoài người khỏi thành chiến hào lia từng loạt đạn chính xác vào các tốp địch ở phía trước Anh em phía sau xông lên làm chủ trận địa Hướng tiểu đoàn 8 chiến sĩ Nguyễn Hữu Thọ dùng DKZ vác vai bắn cháy hai xe tăng P85. Đội hình bộ binh địch hoảng loạn, giãn ra, lùi về phía sau. Hướng tiểu đoàn 7 địch phản kích đến lần thứ 7 thì bị hỏa lực của tiểu đoàn khống chế, bộ binh xuất kích đồng loạt, địch bị đánh bật ra, buộc chúng phải tản vào rừng củng cố lực lượng. Tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 6 sau khi tiêu diệt lực lượng địch ở phía trước, vòng sang tấn công bọn địch ở trước chốt tiểu đoàn 9 và Đại đội 18 thông tin của Trung đoàn 266 từ tuyến đường tàu đánh xuống Đến 21 giờ ngày 27 tháng 4 toàn bộ lực lượng địch đánh vào khu vực thị xã Pô Sát đã được giải tỏa Sáng ngày 28, địch lại tổ chức bù bám, giáo giết tấn công vào thị xã Pô Sát Để Trung đoàn 266 và Trung đoàn 270 làm lực lượng chủ công đánh chiếm căn cứ Lách như phương án ban đầu Sư đoàn sử dụng tiểu đoàn 1, trung đoàn 273 và hai tiểu đoàn của trung đoàn 250 tăng cường tiếp tục hỗ trợ trung đoàn 266 và phản kích tiêu diệt lực lượng địch đang bu bám này. Ngày N, ngày 29 tháng 4, đánh vào mục tiêu chính đã được xác định. Lực lượng của sư đoàn trên các mũi tấn công vẫn triển khai đúng ý định mệnh lệnh của phó tư lệnh Bùi Cát Vũ. Trung đoàn 266 với sự chi viện tối đa của pháo binh, xe tăng, thiết giáp, đột kích mạnh, phá vỡ tuyến phòng ngự của địch ở phía trước, rồi thọc nhanh vào lếch theo trục đường 56. Trung đoàn 273 thiếu tiểu đoàn 1. D1 đang chốt ở thị xã Pô Sát theo trục đường sắt vào lếch từ Đông, Đông Nam. Trung đoàn 250 vòng cánh phải. Trung đoàn 270 đánh vào lếch từ hướng Nam, Tây Nam hướng đông nam vào lệch có trung đoàn 2 sư 9 đảm nhiệm. Như vậy căn cứ lệch chỉ còn một hướng chính nam chưa được khép kín. Sau này chúng tôi mới biết là sư đoàn 10, quân đoàn 3 đánh từ biên giới Thái Lan ngược lên cũng lấy căn cứ lệch làm hợp điểm với quân đoàn 4. 1 giờ sáng ngày 29, các tiểu đoàn 1, 3, 5, 6 đã bắt đầu luồn sâu. Trời sáng dần, tiếng súng bỗng rộ lên ở hướng tây nam thị xã. Tư lệnh sư đoàn nóng ruột cầm máy gọi trung đoàn trưởng 266. Anh Hạt, trung đoàn trưởng 266, tiểu đoàn 9 đến đâu rồi? Báo cáo đang ở vị trí bàn đạp. Sao bây giờ mới ở đó? Địch bu bám không thoát ra lối nào được. Lực lượng ta nóng ra chỗ nào cũng gặp địch. Cho xuất kích ngay. Lúc này là 5 giờ ngày 29 tháng 4. Đội hình tiểu đoàn 9 lộ ra giữa cánh đồng trống Một số cán bộ chiến sĩ bị thương vong Tiểu đoàn 7 và 4 Xe tăng thiết giáp phải xuất kích sớm hơn dự kiến Bọn địch trước chốt D9 bị tàn vỡ Các tiểu đoàn 7, 8, 9 Nâng tốc độ tấn công Nhưng khi đến phum dồ lếp, Thì chiếc cầu gỗ trên trục đường 56 vào lệch Bị địch phá sập Sư đoàn lệnh cho các tiểu đoàn 78 Tiếp tục tấn công Tiểu đoàn 9 nhanh chóng khắc phục cầu để đưa xe tăng thiết giáp và pháo binh tiến vào mục tiêu. Đến 10 giờ 30, quân đoàn thông báo địch ở Lech đã bỏ chạy. Tiểu đoàn 7 và 8 nâng tốc độ tấn công. Trung đoàn 270, 250, trung đoàn 273 vừa tấn công truy đuổi địch, vừa phải khắc phục chướng ngại vật dọc đường do rừng núi, khe suối xen kẽ. Mặt khác, mấy ngày chiến đấu liên tục, sức lực bộ binh cũng có hạn chế Nên tốc độ tấn công của ta chậm lại Khi vào đến nơi Thì bộ binh địch phần lớn đã tản mát Hết vào trong rừng Hướng sư chín thuận lợi hơn Vào đánh chiếm lếch lúc 16 giờ cùng ngày Trung đoàn 270 lẻ tẻ Có đọ súng với đoàn 31 Sau đó anh em mới hiểu ra Là sư đoàn 10 quân đoàn 3 Từ hướng Nam Tây Nam Giáp biên giới Campuchia Thái Lan đánh lên Ngày 30 tháng 4 Các lực lượng tham chiến tiếp tục truy quét Được nhân dân dẫn đường Các lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia Và bộ đội ta Đã phát hiện và thu giữ Toàn bộ kho tàng của địch Bao gồm lương thực Vũ khí, phương tiện chiến tranh Nghe nói ta có thu được Một số vàng của bọn Pol Pot Cất giấu dưới lòng đất Trong những hòm đạn Căn cứ hậu cần chiến lược cuối cùng ở lake của bọn Khmer Đỏ đã hoàn toàn thuộc về nhân dân Campuchia. Hàng chục nghìn người nhân dân Campuchia đã được giải phóng và suốt mấy tháng trời sau đó, từng đoàn người dân rách dưới bệnh tật, bồng bế, dắt díu nhau từ các nẻo đường trong rừng sâu, theo đường 56 không ngớt kéo về hướng Pua Sát. Cuộc chiến đấu mới lại tiếp tục, đó là cuộc tìm diệt bọn đầu sỏ và bắt sống tà mốc.